先生おはようございます。おはようございます。先生おい、cứ học trước đi chứ Hồng vào sau xin xe ạ. Anh ăn rồi thì mình vào trước ở nhà nhé. Hôm nay mình sẽ chữa đề mới rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nhé. Ok rồi, chiều sang cảm ơn em Trang đi nhá. Rồi mình sẽ bắt đầu vào câu 1 ở nhà nhé. Hai, câu 1. Rồi. Mấy Hồng có nhỉ? Rồi câu đầu tiên Hà đọc giúp mình nhỉ? Hà đâu? Hà đâu? Rồi câu này có nội dung nào nhỉ? Cái con ký sinh trùng là phát sinh ở đâu? Chẳng câu đúng. Rồi. Con ký trùng này thì phát sinh ở đâu? Chẳng câu đúng. Rồi cái này mọi người còn ôn qua tài liệu tiếng nhỉ? Có ạ. Rồi. Câu này mình lướt qua tài liệu tí chứ. Đây đúng không? Rồi câu này Hà đọc giúp anh luôn đi. Cái chữ màu đỏ nhá. À chứ, chữ màu vàng ấy. Hito ya dobutsu no karada no hiyomen ya tainai de hito ya dobutsu kara eiyo o totte ikiteru no ga kisechu desu. Rồi câu này có nội dung như nào nhỉ? Tai nai là cái gì á? Bên trong. Cái này kiểu bên ngoài và ở bên trong và bên ngoài của cơ thể động vật hoặc là người. Rồi, thế câu này dịch như nào nhỉ? Tôi thấy gì tôi thấy thôi. Rồi. Là ký sinh trùng là đầu tiên là như nào nhỉ? Là sinh sống và lấy nguồn dinh dưỡng từ động vật và con người ở bên trong và bên ngoài của cơ thể động vật và con người đúng không? Ở đây người ta ví dụ là Anisa Kisutuyu no Kise Chiyuga Imat, ký sinh trùng gọi là con gián, ví dụ như cái này đúng không? Con gián. Rồi mình đưa qua thì nhé. Rồi thế là trong câu 1 nào, Hà đọc cái đáp án lên nào. Itoja Gyokaru nado no dobutsu no karada no hiyomen ya tainai ni kiseteimasu. Rồi như nào nhỉ? Nó phát sinh ở ngoài và bên trong cơ thể của động vật, ví dụ như là hải sản và người. Ok, đúng rồi. Có 2 nè. Mame kokurui yasai kuramono nado ni kiseteimasu. Nó phát sinh ở trong rau, ngũ cốc, đầu và trái cây. Đúng rồi, nó có 3 nè. Shinderu dobutsu ni kise shiteimasu, tatoeba sakana to niwatori nado. Nó có phát sinh ở trong cơ thể của động vật mà bị đã chết, và ví dụ như là cá và chim. Niwatori ở đây là thịt gà. Thịt gà. Rồi thế sau khi mình lướt qua tài liệu rồi đúng không? Thì mọi người thấy câu nào có đúng nhỉ? Hà là câu nào có đúng nhỉ? Em chẳng câu 1 đúng không? Ừ, đúng rồi đúng không? Thì con ký sinh trùng sẽ ký sinh đúng không? Ở trong cơ thể cũng như là bên ngoài, bên trong và bên ngoài của cơ thể động vật. Ví dụ như là người hoặc là thủy sản nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu 2. Câu này nếu mà ai chưa ấy thì lướt qua tài liệu để ôn lại nhé. Rồi câu 2. Con này thu đồng giúp mình nè. Omoi nage nin ni naru sukuhin wa tori niku gan sen suru to geri fukuchu hachu nechu no sojo ga deru saikin wa dore desu ka? Rồi câu này có nội dung như nào nhỉ? Là cái sự truyền nhiễm của cái thịt cái thực phẩm mà có cái nguyên nhân gây bệnh như trên thì nó có triệu chứng như là truyền nhiễm từ cái thịt gà, mà nó có triệu chứng thì tiêu chảy, đau bụng và sốt, thì đó là cái con vi khuẩn nào? Đúng rồi. Thì hồi xưa mình có
Oyozaimasu hồng vào đúng không? Rồi thời xưa mình có học về virus vi khuẩn đúng không? Mình chỉ cần nhớ cái chữ cái đầu của cái tên virus là được đúng không? Tôi sẽ nhớ. Rồi. Đầu tiên là có một K. Thì thời xưa mình bảo KK là ở miền Trung mình thường đọc con ga đúng không? Con gà nhỉ? Thường thường ở trong thịt gà. Thế cô hai bi này là như nào nhỉ? Hai sán. Bi thì trong phần bi, còn bi trong ngọc trai đúng không? Ngọc trai thì ở cái biển đấy là ở thủy sản nhỉ? Đấy, cô hai, cô ba cái bô là đồ hộp. Túi đồ hộp. Hút chân không? Đúng rồi, đồ hộp, đồ đựng đúng không? Cái bô từ xưa ở Việt Nam mình thường dùng để đựng đấy. Đây là ở đây mình có thịt gà. Đấy, cô đúng ở đây là câu nào nhỉ? Một. Rồi. Câu này những bạn nào chưa học hay gì đó thì phải ôn lại cho mình nhé. Ôn lại cho mình. Tại vì câu này mình đã học rồi. Rồi, sang câu thứ ba nè. Hồng mới vào không? Hồng đọc luôn nhá. Thế cho chụp đi em đang ăn. Rồi, ok. Thế thì chị An đọc cho em nè. Video căng dư tên đó. Căng dư tên vươn cả rõ. Y chữ đa chữ. Chị tê. Y ta. Bài. Chị cứ ta. Sẽ cứ hình. Quá. Đô sư rồi bạn. Đi đất cá. Là cái điểm quản lý quan trọng. Cái trường hợp mà sai lệch. Đúng rồi, như nào nhỉ? Sai lệch của điểm quản lý quan trọng và quản lý quy trình. Thì sản xuất thực phẩm như nào? Rồi, ok, câu này có nội dung là như nào nhỉ? Là cái điểm đúng không? Quản lý quan trọng ấy thì như nào nhỉ? Trường hợp mà nếu mà lệch khỏi từ cái quy chuẩn quản lý đúng không? Thì những cái thực phẩm mà đã được tạo ra rồi đúng không? Thì sẽ làm như nào? Thì ok. Rồi, câu này mình sẽ lướt qua tài liệu tí nhỉ? Tài liệu tí. Rồi. Cái đoạn này chị A đọc cho em luôn nhé. Chị đọc từ đoạn này tới đoạn này cho em. Zero kanji ten ga kanji kijun kara ichi dachi shite ita baai mata onaji yo na ichi dachi o shima iyo ni shima kereba narimasen sore made ni chukuta sekihin do suru no ka suteru no ka chukuri onasu no ka mo kimena kereba narimasen. Rồi, đoạn này đoạn đầu có nội dung như nào nhỉ? Đoạn đầu là trường hợp à? Ừ, đúng rồi, trường hợp như nào nhỉ? Trường hợp mà đã sai lệch. Cái gì đây? Trường hợp cái điểm đúng không? Điểm quản lý quan trọng mà. Điểm quản lý tiêu chuẩn. Từ cái quy chuẩn quản lý thì như nào nhỉ? Thì cái phải. Đúng rồi, phải như nào? Ở đây mình có ngữ pháp là vô nhị sư rự là mình cố gắng. Cố gắng là không sai lệch. Những cái giống nhau. Giống nhau ấy là mình ví dụ như bây giờ mình sai lệch đúng không? Thì mình sẽ cố gắng là không bị sai lệch với những cái tình huống như thế nữa. Ok chưa? Nghĩa sai những cái sai giống nhau ấy. Rồi câu 2 nè. Vẫn 2 nè. Câu 2 là cái làm thế nào hả? Con này đúng không? Phẩm. Thì mình phải quyết định đúng không? Quyết định là những cái thực phẩm mà đã làm đúng không? Từ cái lúc đó cho tới bây giờ, cái lúc mà sai lệch ấy đúng không? Thì mình phải làm thế nào? Ví dụ như là vứt hoặc là sửa lại chẳng hạn. Được chưa? Và cái nội dung này người ta cũng sẽ gọi là
Kanzen Sochi, có nghĩa là Sochi là biện pháp trong từ vựng N1, có nghĩa là biện pháp, Kan, Kaizen là cải thiện nhé. Rồi, sau khi mình lướt qua tài liệu rồi thì mình sẽ vào cái đáp án của cái bài này. Cái này mình sẽ xóa một cái không một chút đi. Rồi, chị đọc nội dung phần đáp án giúp em nè. Số 1 nè. Chikuta sokuhin wa sono mana sukasuna là cái thực phẩm mà đã chế biến, à đã chế tạo đó thì để nguyên và xuất đi. Đúng rồi, để nguyên và xuất nó đi. Câu thứ 2 nè. Sore ma de ni chikuta sokuhin de suru kan wo kimenaretteba narimasen. Tatoeba suteru no ka chikuri on sunasu no ka. Rồi, câu này như nào nhỉ? Là phải quyết định cái thực phẩm đã làm từ khi đó, ví dụ như là vứt đúng không, vứt đi à? Vứt đi hoặc là gọi là chưa được tạo ra đúng không, chưa đi nấu sự, có nghĩa là sửa lại đúng không, sửa lại hàng. Rồi câu 3 nè. Câu 3 là chikuta sukuhin wa sukka shinai sagyo sa ni hagemasu. Câu này như nào nhỉ? Câu này là không xuất hàng, không xuất thực phẩm đã dễ tạo mà tăng thêm người làm. Cái này là cho. Cho thôi. Cho hoặc tặng cái người làm việc ở đó. Đúng không? Thế câu này rồi, thế là nội dung mình học rồi đúng không? Thế câu đúng ở trong cái câu 3 này là câu nào nhỉ? Câu 2 cả nhà nhé, câu 2. Rồi mình sang câu 4 nè. Câu 4. Cái này mình cũng đã học rất nhiều rồi đúng không? Rồi câu này chị Giang nè, đọc giúp em nè. Nên là Phương. Ừ. Sô cử chiêu đô cử bô si nô bịch chữ ven sô cử quá hư dơ sa nai cô rô sư giả chức kê rự. Số nan đề sư cá. Cách phòng chống có ba nguyên tắc để phòng chống ngộ độc do virus à ngộ ở số cái chiêu đâu cử gọi là ngộ độc thực phẩm ấy nhỉ, ngộ độc thực phẩm. Ừ. Và một là không để gia tăng, không để gia tăng và tiêu diệt, thì còn một cái nữa là cái gì? Đúng rồi, ở đây mình có ba nguyên tắc về phòng chống ngộ độc thực phẩm. Đầu tiên là ngoài đó của gia sản nai là không làm gia tăng cô sự hoặc là giặc sự lượng là tiêu diệt. Và cả thứ ba là cái gì? Chị đọc nội dung luôn nào. Một, mochi komanai là không mang vào. Hai, chikenai. Là gì nhỉ? Chikenai là... Đó là nghĩa thông thường của tiếng Nhật là không gắn vào. Không làm gia tăng, thế cái này là cái gì? À, không lây lan. Đúng rồi, không làm lây nhiễm nhé. Câu hai, không làm lây nhiễm. Không gắn vào á, không gắn vào là không làm bệnh nhiệm. Cái thứ ba nè. Là mamoranai. Ừ, nó không bảo vệ nó, không tuân thủ nó. Vậy lấy câu đúng của nó là đúng không? Có hai nghĩa nhỉ, một là bảo vệ hoặc là tuân thủ. Hai là tuân thủ. Câu đúng ở đây là câu nào nhỉ? Câu hai. Câu hai, cái mình làm nhiều đúng không? Mình chủ yếu là ôn lại cả nhà nhé. Các bạn nào chưa ý là lướt qua tài liệu thì cố gắng lướt qua để ôn lại nhé. Ok, mình có bài này. Khi em đi thi người ta thay đổi ba cái từ vựng này thay đổi cho nhau thì mọi người cũng biết mà, bạn làm nhé. Rồi. Bây giờ mình sẽ sang câu thứ 5 nào. Thứ 5. Rồi chị Thương đọc giúp em nhé. Hình xe cho người khác đọc cái xin xe. Rồi cái này Hồng đọc chưa nhỉ? Được rồi thầy ạ. Cái vụ đọc đúng vụ nhỉ? Hôm nay có một bạn mới vào. Bạn mới vào mà chẳng thấy thầy giới thiệu gì nữa.
Đâu, đó là mình gần thi rồi, nên là cho vào ôn một buổi. Em đọc được anh. Ok, thế là Vũ đọc câu 5 giúp anh nhé.手袋をたらしく続けるための注意事項の中に間違っていない続け方は何ですか? 手の大きさに合ってる手の大きさに合ってない Rồi, thế đầu tiên Vũ đọc nội dung cho anh nhỉ? Nội dung câu hỏi là gì nhỉ? Để đeo găng tay đúng cách thì cách đeo nào không sai với trong quan chú ý tai nạn chú ý Zico. Zico này là hạng mục nhé, còn Zico tai nạn là không có được âm ư rồi chưa. Ở đây là cách đeo hoặc là sử dụng mà không sai trong cái hạng mục chú ý mà đề nào nhỉ? Đeo hoặc dùng đeo găng tay đúng cách. Đây đúng cách đúng không? Rồi cái này có một nữa. Teno okisa ni atteru. Atteru. Nghĩa gì nhỉ? Đồ kích thước của tay có phù hợp không? Đấy là phải hợp với độ lớn của tay đúng không? Găng tay đúng không? Có hai. Kích thước không phù hợp với tay. Có ba. Có bẩn hay là có nói bẩn hay là rách không? Rồi. Cái này mình phải lướt qua tài liệu một tí nhỉ. Ok, tài liệu một tí nhá. Cái nào mình chưa gặp bao giờ mình chợt lướt qua tài liệu một tí mình học luôn. Rồi ở đây mình có là teburo tashiku chike. Ở đây mình có chữ cái độ tameno chú ý gì cô. Gì cô đây hạng mục nhá, chú ý để mà nhà mình đeo hoặc là dùng đúng không? Găng tay đúng cách. Rồi, nhưng cách đúng là như nào nhỉ? Cách mà dùng đúng mình gọi là teno okisa ni atteru. Có nghĩa là phải là hợp với đúng không? Độ lớn của tay. Ở đây mình gọi là maigatte iru tsukekata là cách mà sử dụng mà sai đúng không? Đầu tiên là nào nhỉ? Đây là không hợp với độ lớn của tay hoặc là chật quá hoặc là rộng quá này. Ok chưa? Cái thứ hai mình gọi là yore ya yore ga aru là đầu tiên mình gọi là rách là một này, bận là hai, thì hai trường hợp này là sai. Rồi sau khi mình lướt qua tài liệu thì mọi người xem nhỉ, cái câu năm câu nào có đúng nhỉ, phụ nhỉ? Có một anh ạ. Rồi đây là không sai nhé, đi thi chú ý nhé, đầu tiên phải đọc nội dung đúng, đúng không? Nội dung câu hỏi mình phải đúng, cũng có là nhòm này, không sai thì không bị sai, còn không sai là có một, còn mà sai là có hai, có ba. Ok, và giờ mình xin sang bạn Vũ ơi. Thầy ơi, cho em hỏi bạn Vũ một tí là bạn Vũ thi vào ngày nào đấy? Em thi ngày 29 ạ. 29 rồi. Đó, ngày 29 tháng 5 đấy à? Đúng rồi, đấy. Không, vậy thì đêm phát thôi. Mình đâu, mình tháng 6 mà. Đúng rồi, đi thi như cả nhà. Đi thi thì tùy khu vực và tùy thời gian thì để sẽ khác nhau chứ không giống nhau đâu, được chưa? À, biết rồi, nhưng mà muốn xin để mình học, mình làm thêm ý. Bạn có nhớ được rồi câu nào thì mà... Vụ có gì thì ví dụ như có câu nào mà trùng hoặc giống gì đó thì nhớ về nhé. Nhớ về inbox cho sensei dạy cho bọn em tức thì. Còn đề mà Vụ mà cần ý thì anh sẽ gửi đề cho những cái đề mà mọi người làm rồi đấy, được chưa? Có gì thì anh đăng lên những video mà mọi người chữa rồi trên YouTube ấy, có gì thì vào xem. Rồi, ok. Rồi mình sang câu 6 nha, câu 6 Hồng đồng giúp mình nè. Bisebu chu fuete sukuchino kuro okosu koto o fusegu dame ni dou shitara ii desu ka? Tức là để phòng ngừa và ngăn chặn ngộ độc thực phẩm và vi sinh vật tăng nhanh thì phải làm như thế nào? Rồi, chọn rồi. Câu này mình có học rồi đúng không? Câu 1 nào. Tane tu shita sokuin o shichuon de houkan suru. Là sản phẩm đã được gia nhiệt thì bảo quản ở nhiệt độ phong. Rồi, câu 2 nào.
Tane chusita sokuin o de kiru dake hazaku rekia kusuru. Tức là cái sản phẩm đã được giá nhiệt thì cố gắng là làm lành nhanh. Rồi cả thứ ba nè. Tane chusita sokuin o de kiru dake zukuri hizasu. Sản phẩm đã được giá nhiệt thì cố gắng là làm chậm, làm lành càng chậm. Chẳng chẳng hết sức có thể đúng không? Ở đây mình gọi là đề ký được đặc kê. Mình có trong từ vựng nào ba mình có là na được biệt cự nhé. Hai nghĩa giống nhau. Đi thi mà lỡ người ta có ghi là na được biệt cự thì cũng phải biết nhé cả nhà. Đấy. Rồi ở đây mình gọi là hijatsu hoặc là re ca cự. Hai cái nghĩa này giống nhau, đều là làm lạnh. Rồi. Sau khi mình đọc nội dung này, mọi người liên hệ với kiến thức thông thường của mình nữa đúng không? Một số cộng mình thì mọi người xem câu nào là câu đúng nhỉ? Câu 2. Câu 2 thì là mình sẽ nhờ cố gắng làm lạnh nhanh những thực phẩm mà mình đã nấu, đã ra nhiệt. Là câu đúng nhỉ? Thường mình cũng thế đúng không? Khi mình nấu xong mình cố gắng bỏ vào tủ lạnh nhanh. Còn mà nhiệt độ ngoài trời mà tầm 30 tới 40 độ đúng không? Thì sẽ nhanh hỏng nhỉ? Thực phẩm mình đã nấu chín. Rồi, con này. Bây giờ mình sẽ sang câu 7 cả nhà nhé. Câu 7, những kiến thức mình đã học rồi mình sẽ ôn lại thôi. Và câu 7, Hà nè. Hey. Tsukuchidokuso okosu bisebutsu ga josoku suru mitsu no josou wa ondo suibun to nan desu ka? Có 3 nguyên tắc để không làm gia tăng vi sinh vật thì gồm có nước, nhiệt độ, độ ẩm. Còn một cái nữa là cái nào? Có gì trên này có nước đâu? Độ ẩm. À rồi. Đâu có 3 nguyên tắc ngoài đúng không? Nhiệt độ, nước thì có cái gì? Rồi nội dung nào? Cực kỳ là không khí. Rồi có 2 là? Eo bun chất dinh dưỡng. Rồi có 3. Chích độ, độ ẩm. Ok. Cái này mình đã học rồi đó, mình ôn lại này. Câu này câu nào nhỉ? 2 ạ. Câu 2 nhé cả nhà. Đây mình có 3 nguyên tắc đúng không? Đây. Để cho vi sinh vật tăng lên đúng không? Nhiệt độ, nước và dinh dưỡng nhé. Cái này những ai mà chưa học thì nhớ ôn lại tài liệu này. Rồi mình sang câu 8. Câu 8 này Thu đọc giúp mình nhỉ. Kabi no tokucho wa nan desu ka? Là cái độc tố của kabi của nấm mốc là gì? Tokucho. Rồi. Tokucho mà đặc trưng, đặc thù của nấm mốc là gì? Cái này mình học rồi đúng không? Có một nào. Đôi số cửa ố. Chukuri Dasanai. Là nào nhỉ? Là cái... Cái ta. Thì không có làm ra cái độc tố. Vậy là... cái nấm mốc này nó không tạo ra độc tố. Rồi, cái thứ hai nè. Kokurui mame wa kabi ni osen sarenai, là không có bị bị lây nhiễm đầu với là ngũ cốc thì không có bị lây nhiễm từ nấm mốc. Có phải không nhờ? Thì bị đậu đúng không? Bị cái gì đó làm gì thì phải đi với nhí, ví dụ như là tôi bị giáo viên mắng nó watashi wa sensei nhí tika dareta nó, thì tương tự câu này cũng thế. Thì nào nhỉ, nấm mốc sẽ bị nhưng mà đây là sẽ không bị đúng không? Nào nhỉ, không có bị nấm ngũ cốc và đậu. Cái này là hai cái đầu đúng không? Ngũ cốc và đậu thì không bị nấm mốc gây ra ô nhiễm. Rồi câu thứ ba nữa là kanzen ni nakusu koto wa dekimasen,
thì không có tiêu diệt được hoàn toàn, không có thể tiêu diệt hoàn toàn được nấm mốc. Đúng rồi. Nấm mốc thì không thể tiêu diệt được hoàn toàn. Cái này Vũ học chứ nhỉ? Em đọc qua qua qua. À, em cho là qua. Ba. Rồi, câu này mọi người học rồi. Có đúng câu nào nhỉ? Câu 3. Câu là câu 3 nhá. Đấy. Đầu tiên mình phải lướt qua tài liệu, trong đó mình phải luyện đề cho mình nhớ được, đúng không? Rồi. Bây giờ mình sẽ sang câu 9. 9. Rồi, câu 9 này chị An đọc giúp em nào. Câu 9 hả thầy? Đúng rồi, câu 9. Sari o zo ni hai ru mae ni te ni ke ga o ti sitara do shimasu ka? Tadashi mo no erabinasai. Chọn câu đúng để gì ta? Trước khi mà vào làm việc thì đã làm cho tay bị thương. Nếu mà bị thương ở tay thì làm như nào? Đúng rồi. Trước khi mình vào đó, cái nơi làm việc ấy, nếu mà tay mà bị thương hay gì đó thì phải làm như nào? Ở đây mình chọn đúng đúng không? Cái này mình sẽ sử dụng vào kiến thức thực tế. Câu 1 nào. Yibun de. Yibun de te o sodoku suru là từ mình khử trùng. Đúng rồi. Câu 2. Dare ni mo renraku shinai de ichimo to onaji kodo o suru là không liên lạc với ai. Và dù mà không liên lạc với ai và hành động ở trên làm cái gì? Này đây là không làm đúng không? Trong ngữ pháp N5 nhỉ. Cái này là hành động giống như mọi khi và không liên lạc với ai hết. Còn câu 3 nè. Câu 3 là Sekimin sa ni rendaku shi CGO machi. Là như nào nhỉ? Liên lạc với người quản lý và chờ chỉ thị. Đúng rồi, cái này là liên lạc với người quản lý là người cấp trên và chờ chỉ thị. Có đúng câu này câu nào nhỉ? Câu 3 thôi. Đúng rồi, câu 3 đúng không? Cái này mình ôn lại thôi. Tiếp mình sang câu 10 nào. Câu 10 này chị An này nhỉ? Câu 10 chị Giang nói giúp em nhé. Cô sa o sen o po si suru tame ni soku hin se jo koyo no naka wa chu yo seke chu sagyo kuiki zoom seke chu sagyo kuiki no hoga no hito chu wa dono kuiki ni kube chu sarete imasu ka? Để phòng chống lây nhiễm chéo trong công xưởng sản xuất thực phẩm. Đúng rồi. Chuyo là thông thường. Thông thường. Thông thường như nào nhỉ? Khu vực sạch này. À. Đúng rồi. Ở đây ngoài đúng không? Khu vực sạch này. À, khu vực bán sạch đấy. Thì còn một cái riêng biệt à? Đây là được phân biệt một cái khu vực nào nữa, đúng không? Cái này mình sẽ lướt qua tài liệu tí nhé. Tài liệu tí. Cái này mọi người chưa học. Rồi, cái này mình sẽ nào nhỉ? Học luôn nhé, học luôn. Đầu tiên mình đọc nội dung của cái câu này đã, xong đó mình sẽ học luôn. Mình gọi là cái chữ, đúng không? Sagyo kuiki là gì? Junse cái chữ là gì? Hoặc là ocean là gì cả nhà nhé. Cái này mình học luôn, đi thi lỡ may nó vào ấy, người ta hỏi là
sẽ cần chữ sai ồ cười kỳ tọa ở do you mean ka, chẳng hạn là mình phải biết cách mà làm đấy, mình học chi tiết đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Rồi câu này chị Giang đọc giúp em từ đây tới đây giúp em nào. Từ chỗ CV chữ Sago Kuiti à? Hay là từ Kosa Osen? Kosa ấy. Kosa Osen o posi suru tamen ni sokuhin seizo koujo no naka wa yuyo CV chữ Sago Kuiti Zoom CV chữ Sago Kuiti Osen Sago Kuiti nado ni kubun sare teimasu. Để phòng chống lây nhiễm chéo trong xưởng sản xuất thực phẩm, thông thường thì ta có khu vực sạch, khu vực bán sạch và khu vực bẩn. Rồi, phân chia ra ba cái. Khu sạch, khu vực bán sạch và khu vực ô nhiễm. Rồi, thế trong bài này là mình biết cái này đúng không? Rồi. Sau khi mình đọc xong thì vào đáp án nhé. Rồi câu 1 nào. Câu 1 là Seiso. Seiso Sagyo Kuiti. Seiso là khu vực sạch sẽ. Rồi câu 2. Câu 2 là Osen Sagyo Kuiti là khu vực bẩn. Và là Seitong Sagyo Kuiti. Khu vực nào nhỉ? Là khu vực đi Seitong. Sắp xếp đúng không? Sắp xếp. Ừ. Sắp xếp. Thế có đúng câu này là? Câu trả lời đúng là câu 2. Đúng rồi, câu 2. Rồi để biết chi tiết thêm về cái chữ Sayo Kuiki là 1 này. Mình gọi là Jun chữ Sayo Kuiki là 2 và cái thứ 3 là Osen Sayo Kuiki. Thì mình sẽ đọc qua cái nội dung này tí nhé. Lỡ may đi thi là mình có gặp nó, mình còn biết cách mà làm. Rồi. Tài liệu mới. Cái này Chiến nào, câu đầu đọc giúp anh nào. Đoạn đầu đọc cho anh nhé. Từ đây nhé. Ô, quên vụ 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 quên. Lại nhầm trong lớp N3. Vụ nào. Sẽ cái chữ Sagio Kuiki deva kane chữ ra. Zakuzai ni yoru satkin ga owatta shokuhin no tori achikaimasu. Tatoeba shōzai seizōgyō dewa toppingu morichike hōshō nado no sagyō o okonau kuiki desu. Khu vực làm việc sạch sẽ là khu vực làm việc sạch sẽ là achikaimasu là xử lý hay là thu thập đúng không anh? Tôi tôi đi achikaimasu nhiều nghĩa lắm, xử lý thu thập dùng. Đấy. Là khu vực dùng xử lý thực phẩm đã sát khuẩn và sát khuẩn bằng hóa chất hoặc là gia nhiệt. Gia nhiệt đúng không? Ok. Ví dụ nhà máy công xưởng số dài là đồ ăn nhanh ngay. Số dài hả? Dài trong rau đúng không? Số dài là kiểu món ăn thường ngày ấy. Món sẵn. Thì như nào nhỉ? Ở khu vực là sản xuất đồ ăn sẵn thì là khu vực mà tiến hành đóng gói, trang trí và topping đúng không? Full luôn đúng không? Cho đầy đúng không? Topping đấy. Thì này, ok. Những khu vực này là sẽ là khu vực đóng gói bày biện hay gì đó nhỉ? Ở cái nơi mà sản xuất đồ ăn nhanh. Rồi. Sang cái thứ hai. Cái này Hồng đọc giúp mình nè. Junseki chữ Sagyo Kuiki dewa satkin suru mae no genzaryo o tori achikaimasu. Shita shoji kanetchō
Kaneki chori nado desu. Junsei kaichu sagyo kuiki de wa shita sori ga kaneki chori nado no sagyo cho no chokuhin ga sagyo mae no genzaryo to urenai zo ni shinakereba itemasen. Vực bán sạch đúng không? Thế nào nhỉ? Là xử lý cái nguyên liệu được khi mà sát khuẩn. Đúng rồi, khu vực mà bán sạch đây là mình sẽ xử lý hoặc dùng những nguyên liệu trước khi mình sát khuẩn. Tiếp. Giá nhiệt, giá nhiệt và sơ chế. Ở đây mình gọi là shita sori là xử lý dưới đây. Dưới đây mình có nghĩa là dạng đông hay gì đó nhé. Có ba cái nội dung mình đã có lướt qua nhỉ. Rồi. Ở đây là kanetsu chori, nó nấu ăn theo kiểu mà ra nhiệt. Tiếp. Cái khu vực này như nào nhỉ? Thế cái gì ở khu vực bản sạch là cái khu vực mà rồi sản phẩm trong công việc đã được nấu nấu theo kiểu giá nhiệt và xử lý dưới đây. Sau này lặp đi lặp lại. Thì như nào nhỉ? Thì là phải phải cố gắng không để không sờ vào cái sản phẩm mà sản phẩm trước à? Rồi, cái này mình dịch cho luôn. Khu vực bán sạch ấy thì này nhỉ, những cái thực phẩm mà trong khi mình làm việc, ví dụ như là nấu ăn kiểu gia nhiệt, hoặc là những cái xử lý dưới đây, là dưới đây mình gọi là dạng đông hay là gì đó, thế này nhỉ, mình cố gắng không sờ, không chạm vào những cái nguyên liệu mà trước khi mình làm việc, đúng không? Hai cái này mình sẽ để tách riêng ra, hay không thừa chạm vào nhau. Nhưng mình đang làm việc về cái bên này. Tiếp, cả thứ ba chắc là dễ rồi đúng không? Ba thì mình sẽ... Cái này thì mình không cần đọc cũng được. Rồi, cái đoạn này mình... Hà nó đọc giúp mình này. Osen sagyo kuiki wa genzaryo no ukeire nado 作業所の外から持ち込まれた原材料などを扱う区域です。出荷するために段ボール箱に詰めた製品を取り扱う区域も汚染作業区域です。 Nội dung của cái khu vực nào nhỉ? Ô nhiễm là như nào nhỉ? Cái khu vực ô nhiễm là cái khu vực mà xử lý như là cái nguyên liệu mà đã mang từ ngoài vào trong công xưởng, ví dụ như là cái gì nhận hàng, nhận cái nguyên liệu rồi như nào nhỉ? Cái khu vực bệnh này là cũng là cái khu vực xử lý những cái thực phẩm mà nhét đầy vào trong cái thùng. Ví dụ nhét đầy, làm đầy đúng không ạ? Hoặc cái thùng mà thùng bị cắt tông. Thùng cắt tông. Để xuất hàng thì cũng là? Để xuất hàng. Cũng là khu vực bệnh. Đúng rồi, chú ý cả nhà nhé. Khu vực mà xử lý đúng không? Hoặc là sử dụng những sản phẩm mà làm đầy, nhét chặt vào cái thùng mà bị cắt tông để mà xuất hàng ấy, cũng là khu vực ô nhiễm. Rồi, đi thi mình đỡ bị bỡ ngỡ đúng không? Nếu mà có gặp thì mình cũng biết cách mà làm. Rồi, mình sang câu tiếp theo ở nhà nhé. Rồi, mình bây giờ sang câu 11. Câu 10 là của chị Giang đúng không? Rồi, cái trình tự này hình như đợt trước mình chưa sửa cái câu này. Rồi, trong đáp án dưới đây thì không có ba, thì không có câu là đúng ở nhà nhé. Cái này mình quên sửa. Rồi, thế là mình sẽ đọc vào cái nội dung ông bà nhìn hình đúng không? Mình xem là thứ tự như nào nhé. Mình làm trực tiếp luôn nhé, không cần vào đáp án đâu.
Và câu này vụ nào? Tao giúp anh nè. Ok. Teirai no teijun de tarashii mono o erabinasai. Shodoku jo alcohol o ryote ni fukitsuke ryote ni joku shurikomu. Đầu tiên là nội dung của cái bài này là gì nhỉ? Hay chọn đáp án đúng về trình tự rửa tay. Đúng rồi. Ở đây mình có là 5 cái đúng không? Nội dung đầu tiên là? Một là rửa hai tay bằng cồn khử độc. Và Yoku Suri Komu là xoa đúng không? Xoa đều hai tay. Cái này là sau khi đúng không? Xịt đúng không? Xịt cồn mà để dùng để khử trùng khử độc ấy. Và hai tay thì mình sẽ là nhỉ? Xoa đều. Đó là nội dung đầu tiên. Thứ hai là Chukai sute no paper towel mata wa air towel de te o kawakasu. Là gì nhỉ? Dùng vứt cái giấy đã dùng sử dụng một lần và rồi. Và một lần nữa làm khô tay bằng máy máy hơi. AR tao rồi cũng là kiểu giấy mà giấy ẩm ấy. Hoặc là giấy khô cũng được. Rồi. AR mình gọi AR sao qua mới là máy hơi đúng không? Không sạch. Mà tao gọi hoặc là trong được vẫn là 3. Rồi. Và thứ 3 nè. Ba là riu suy đệ. Sệt kê nộ dô cử arai na ga sự. Rửa sạch xà phòng bằng nước vòi. Đúng rồi. Dòng nước đúng không? Tiếp. Câu 4. Sệt kê nộ chư kê. Chư kê. Tê ra riu bi. Tê cư bi ma đệ. Arau toku ni yubi no aida yubi no saki chume no naka o yoku arau. Và xoa xà phòng lên tay và ngón tay. đặc biệt là trong móng tay, trước trên ngón tay và trong kẹt tay. Toa xà phòng lên tay và ngón tay, rửa sạch từ trong móng tay, trên ngón tay và trong nào nhỉ? Rồi, ví dụ cùng 4 đây, đầu tiên mình gọi là rửa, đầu tiên mình cho xà phòng này, mình rửa từ nào nhỉ? Tay này. Ngón tay cho đến cổ tay, đặc biệt là nào nhỉ? Mình rửa kỹ ở đâu nhỉ? Ở trái ở giữa đúng không? UB là ngón tay hoặc là đầu ngón tay hoặc là trong móng tay. Trong cái móng tay đúng không? Câu 5 là riu sui de jogore o joku otosu. Rửa sạch vết bẩn bằng dòng nước. Rồi, sau khi mình đọc nội dung này, mọi người xem cách đầu tiên là trình tự. Đầu tiên là có một là cái nào nhỉ? Một là ba. Ba. Ba hay là năm nào? À, không được. Chú ý nào, ba hay năm. Thế là làm rơi bận trước hay là mình cho phòng nhỉ? Sau đó là mình rửa kỹ nhỉ? Cái này những bạn làm rồi nào? Đầu 5, tiên câu nào nhỉ? 5, 4, 3, 1, 2, B, 2. Rồi, đầu tiên là 5. Thầy ghi vẫn sai thầy ạ. Tôi sai. Rồi mình bảo rồi cái này mình không ấy mà. Rồi, có 5 là có 1. Cái thứ 2 là? 4. 4.
Ở thứ ba là à. Rồi. Hello. Bài thứ tư. Ai một. Ai đúng không? Rồi năm là một. Đấy. Cái này đáp án là 21 đúng không? Rồi, mình sang câu 12 nhé. 12. Còn câu 12 này Hồng đọc cho mình nè. Sagio mae ni okonau koto de nani o kaku nin shinakereba narimasen ka? Machigatte iru mono o erabinasai. Câu 12 hả? Đúng rồi, câu này nào nhỉ? À, trước khi tiến hành làm việc thì cần phải xác nhận cái gì ở đâu? Rồi. Việc đúng không? Tiến hành trước khi mình làm việc thì mình cần phải xác nhận cái gì? Rồi ở đây mình chọn câu. Câu sai đúng không? Câu 1 nào. Doko de nani o suru ka? Tức là làm cái gì và làm ở đâu? Đúng rồi, câu 2. Kikai buhin ga soketsu ni natte iru ka? Làm máy móc. Thế nào nhỉ? À, có sẽ buhin là sản phẩm, buhin là buhin là cái linh kiện, cái móc linh kiện thì có sạch sẽ hay không? Đã sạch sẽ chưa? Chuẩn xác mà, seriseto đúng không? Seriseto, ok, rồi, sẽ chưa nhỉ? Rồi tiếp, câu thứ ba nào, sóc. Kikai sochi o sakkin suru tame no tsusuri wa ikura desu ka? Là để mà sát khuẩn cái trang bị mà máy móc thì cần là bao nhiêu? Tsusuri là thuốc đúng không? Thuốc để mà sát khuẩn những trang bị như máy móc là bao nhiêu tiền? Thế là câu sai trong câu này câu nào nhỉ? Ba đúng không? Câu ba. Tự dưng trước khi làm việc đấy đúng không? Xem giá cái này thì không được. Ba là câu sai. Rồi mình sang câu 13 nào. Câu này Hà đọc giúp mình nào. Genzariyo o kaibu kara ukeireiru toki wa dou shimasu ka? Matsugatte iru mono o erabinasai. Phải làm rồi, gì khi mà tiếp nhận cái nguồn nguyên liệu từ bên ngoài vào, chọn câu sai. Mình làm thế nào hả? Rồi cái này mình cũng hình như chưa học, mình đã lướt qua tài liệu tí. Rồi cái này Hà đọc và từ đây đọc giúp mình. Genzariyo gaibu kara ukeireru toki wa jumon shita sorui to toroita genzariyo o terashi awasete tarashi genzariyo ga toroiteru ka dou ka o kakunin ukeire kensa to iimasu. Rồi, nội dung như nào nhỉ? Khi mà tiếp nhận cái nguồn nguyên liệu từ bên ngoài vào thì thì xác nhận xem là cái nguồn nguyên liệu chuyển đến có đúng hay không, có hợp thì chiếu theo cái gì nguyên cái đối chiếu đúng rồi, đối chiếu cái nguồn nguyên liệu gửi tới thì có đúng theo những cái đây là những gì mà mình tài liệu đúng không? Mà mình tài đã liệu nào mà nhỉ? Mình đã đặt đúng không? Đặt. À. Rồi, ok. Khi mình tiếp nhận đúng không? Những nguồn nguyên liệu mà từ bên ngoài vào, đầu tiên mình chiếu xem đúng không? Chúng ta có chiếu theo xem là nguồn nguyên liệu đã nhận ấy với cái tài liệu mình đã đặt hàng. Và thế nào nhỉ? Nguồn nguyên liệu
là có được gửi đúng hay không, mình cần phải nào nhỉ, xác nhận đúng không? Thì ở đây người ta cũng gọi là okay đấy, kiểm tra là kiểm tra cái đầu vào nhé, kiểm tra đầu vào. Rồi sau khi mình lướt qua nội dung thì Hà đọc đáp án nào. Jumon sta sorui to toroita genzari o terasu awaseru. À, đối chiếu xem cái nguồn nguyên liệu gửi tới theo cái theo gì tài liệu mà đã đặt hàng. Rồi. Có hai nữa. Tadashi genzaryo ga toroiteiru ka douka o kakunin suru. Và xác nhận xem cái nguồn nguyên liệu gửi về có đúng hay không. Rồi. Câu 3. Sogi kigen ga sugiteru mono wa ukeirete imasu. À, ukeirete imasu, đúng rồi. Nhị. Đang tiếp nhận cái thực phẩm, đang tiếp nhận cái vật mà quá hạn sử dụng. Ở đây mình gọi là mono á, mono đây là chủ ngữ nhé, thì chỉ cái đời trước. Nhưng mà món đồ đúng không? Món gì nhỉ? Mà quá hạn. Quá hạn. Tiêu dùng thế. Đang tiếp nhận. Đang là tiếp nhận. Cũng sẽ tiếp nhận. Để câu sai trong ba câu này, câu nào ở nhà nhỉ? Câu 3. Câu nào câu 3 nhé, khi thi chú ý này. Thì người ta chọn câu đúng gì? Là mình chọn 1, 2. Tại vì đợt này là kỳ thi người ta sẽ chiếu theo cái tài độ mới nên là mình phải học kỹ hơn tí đúng không? À câu đúng là câu nào? À 1, 2, câu 2 là 3. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu 14. Rồi câu 14 Thu đọc giúp mình này. はい。仕事中に作業手順を守らなければなりません。作業手順を守るためにどうしたらでですか？間違っているものを選びなさい。Là phải tuân thủ cái số trình tự thao tác trong cái công việc. Làm như thế để mà tuân thủ được cái trình tự thao tác thì làm như thế nào thì được, chọn phương án sai. Ừ, đúng rồi. Đầu tiên là mình phải đúng không? Tuân thủ cái trình tự làm việc ở trong công việc. Và nào nhỉ? Để mà tuân thủ đúng không? Trình tự làm việc thì mình làm thế nào thì đúng. Ok, đây mình chọn câu sai. Câu 1 nào. An jen ka do ka no kakunin no tame ni shisakoso o okonau, tiến hành cái chỉ tay để mà xác nhận cái có an toàn hay không thì mình phải tiến hành chỉ tay gọi tên. Đúng rồi. Ở đây cà đó cà mà học thực phẩm là biết rất nhiều ngữ pháp của nó bốn nhỉ, có hay không, rồi mình tiến hành chỉ tay và hô khẩu hiệu để nào nhà xác nhận có an toàn hay là không. Tiếp câu 2 nào. Sagio tejin ga owakaranai bai sekinen sani kite kakunin suru. Trong cái trường hợp mà mình không hiểu cái trình tự thao tác thì mình có thể hỏi người quản lý, xác nhận và hỏi người quản lý. Đúng rồi, là hỏi người quản lý và xác nhận. Tiếp câu 3 nào. Nankai mo jatte nareta sagyo no sagyo nano de manuaru ni sanko shinai. Là dù đã làm nhiều lần nhưng mà vẫn chưa quen thì không cần gì? Không cần phải tham. Ở đây mình gọi là Sanko là tham khảo. À, dù đã làm nhiều lần, đã quen với công việc nên là không cần tham khảo bằng cái sách. Rồi, ok. Vì đúng không? Nô đấy là vì.
vì công việc đã quen và làm bao nhiêu lần rồi đúng không? Nên là mình không cần tham khảo tới sách tham khảo hoặc là sách hướng dẫn nữa nhỉ. Thế trong câu này có sai câu nào nhỉ? Câu 3. Câu nào câu 3 nhá. Câu 3. Khi mà làm từ vựng nào không biết mọi người hỏi luôn nhé. Mình học luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu 15 nào. 15 chị An đọc giúp em nào. Sagio chiuni chiu isuru koto wa nan desu ka? Machiyatte iru mono erabimasen. Chọn câu sai về cái việc mà chú ý trong công việc là cái gì? Những cái việc, những cái điều mà chú ý trong khi làm việc nhỉ? Là cái gì? Mình có sai. Còn có một nào? Câu một là Kikai no shita wa abenai de abenai de shita kushi shite kiri ranai. Rồi, đầu tiên là cái này nhỉ? Là khi mà làm đã Sita. Sita là đã là Thế giới no Sita. Sita Dưới máy thì không chi tuyệt đối không chi qua vì nguy hiểm. Mình gọi là cái ste này là ngữ pháp trong đường pháp N3 đúng không? Từ vựng N3 tuyệt đối bằng với là deta nhị hoặc là kana raju kuguru, từ vựng N1 chui qua băng qua chui, ví dụ chui qua cầu hay gì đó đấy. Tiếp sang câu 2 nào. Câu 2 là sagio donai de hashiru no wa kiken ga o. Rồi đây nào nhỉ? Không chạy trong công trường làm việc. Rồi có chữ nào mà chữ không chạy không nhỉ? Chạy. Cái gì mà không? Đây là cái việc mà chạy nhảy đúng không? Trong nơi làm việc thì nào nhỉ? Thì nhiều nguy hiểm. Có nhiều nguy hiểm đúng không? Lỡ may va chạm cái đó đúng không? Rồi. Đang câu thứ 3 nào. Iso de toki unten chiu no kikai ni te o irete moi. Và khi mà đang gấp phổi thì bỏ tay vào cái máy. Khi đang gấp phổi trong khi đang chuyển động máy nhí thì bỏ tay vào máy cũng được rồi. Ừ, khi mình vội gấp thì lấy cái gì đó đúng không? Ví dụ như bị ốc vít hay gì đó bị rơi đúng không? Thì mình đang vội gấp để lấy nó ra thì cho tay vào cái máy nó đang chuyển động cũng được. Thế có sai trong câu này câu nào nhỉ? Câu 3. Câu 3 đúng không? Đi thi mà gặp là temo i đúng không? Temo kamawanai hoặc là temo đai vô bự đúng không? Thì là câu sai, thường thường là câu sai cả nhà nhé. Và câu này là câu 3 nhỉ? Câu sai. Tiếp mình sang câu 16 nè. 16 này chị Giang đọc giúp em nè. Chị đây. Ba ta chi dự rê à Renew no hokan ondo wa nando desu ka? Tadashii mono o he hitotsu erabinasai. Chọn câu đúng về cái gì nhỉ? Độ bảo quản. Độ bảo quản của độ bảo quản của bata là bata bơ, là bơ đúng không? Bơ. Bơ. Chi dự là format. Renew. Renew này chữ liên nó nhụ, cái này kiểu là sữa đặc ấy, như sữa ông thỏ ấy nhỉ. Ừ. Cái này đi. Một là 15 độ, dưới 15 độ.
2 là 5 độ. Rồi. 3 là độ phòng. Cái này mình lướt qua tài liệu tí. Nhưng mà trước khi vào người thử liên tưởng là cái sự đặc format bơ thì mình nên bỏ ở nhiệt độ nào nhỉ? 15 độ. Cầm đấy nhỉ? Đã hợp lý đúng không? Nhiệt độ phòng thì cũng được. Độ phòng mình chắc là loại đầu tiên nhỉ? Dưới 5 độ. Đông cứng rồi đúng không? Rồi cái này mình sẽ lướt qua tài liệu. Cái này trước khi thi mọi người nhớ đọc sơ qua nhé nhỉ? Ở may nó ra ấy. Sơ qua bởi vì không học hai câu qua sang. Đấy. Cái này. Đúng không? Cái này thì thi phải đọc sơ qua. Sợ nó ra cả nhà nhé. Sợ nó ra đấy. Rồi cái này khi mình học ấy thì mình sẽ gộp những nhiệt độ nào giống nhau đúng không? Ví dụ 1, 2 này. Đúng không? 3 này. Đúng không? Đầu tiên là mình sẽ gộp vào những cái nhiệt độ dưới 10 độ, ví dụ như 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5, 6, đấy, thì mình học cái kiểu cách này nhá. Đầu tiên mình gộp nhiệt độ giống nhau, thì mình xem là cái nào, được chưa? Còn nhiệt độ cứ giống nhau là mình sẽ nhá, cho vào một ô, một vị trí nhé, đấy. Thì mình cho dễ nhớ. Thế ở đây mình gọi là Bata, Chi Dự và Renew thì dưới 15 nó thì dưới 15 độ thì mình có gì nhỉ? Có cả B cục rươi là gạo đúng không? Đấy. Thế là gạo sẽ đi với Bata. Đó. Còn mà thường thường là những cái loại mà âm 15 độ thường thường là những cái loại mà thực phẩm Reto nhé. Tô đông lạnh nó ở 18 cũng thế. Rồi cái này mọi người trước khi thi lướt qua một tí, bây giờ lướt qua. Mọi người chia ra. Đấy. Cứ ở 18 độ là cứ đông lạnh đúng không? Đây mình gọi là tô cái chữ ra là một đồ đông nhé. Tô cái chữ đông kết cũng nghĩa đông luôn. Đấy. Rồi đi thi chú ý này, chú ý. Rồi mình đây là câu 16 này câu nào dễ dàng nhỉ? Là câu 1. Câu 1 đúng không? Rồi dưới 15 độ. Tiếp mình sang câu 17 mình ôn về nào ép một tí. Vụ nào? Go at Pasadena toa. Ipangisekandri sa no tameno mik ichichu shiujo na kachido desu. Seton, seso, seketsu, shiukan no hoka no hitochu wa nani desu ka? Hoạt động năm mẹ thì có năm điều, nó có năm hoạt động mà. Hoạt động năm S đúng không? Thì lại hoạt động chủ yếu có 5 cái nhỉ? Để mà bảo vệ đây là quản lý về người quản lý đúng không? Quản lý vệ sinh thông thường rồi cơ bản bao gồm seri seton seri seso seketsu siêu càng và một cái nữa là cái gì đúng không? Seton là gì nhỉ? Seton là sắp xếp, seso sắp xếp, seketsu là sẵn sàng đúng không? Siêu càng là sẵn sàng thói quen. Rồi đáp án nào? Có một là hai, một là siêu đi là sửa chữa. Đúng rồi. Có ba. Ba là siêu chiêu là tập trung à? Đúng rồi, siêu chiêu là tập trung. Đây là câu đúng, ở đây là câu hai. Câu hai đúng không? Cái này mình ôn qua thôi. Tiếp câu 18 nào. Hồng đọc giúp mình nào. Ôn lại luôn nào. はい。 5 活動の中での整理はどのような行動ですか? 新しいものを選びなさい。 Trong cái hoạt động 5S thì Seri có cái giống như cô đô là hành động như nào á?
Rồi. Có một nào. Iranai kiru ja dogu o nakusute hikizo na kiru ja dogu dake ni suru koto. Tức là cái dụng cụ máy móc không cần dụng cụ tiền và dụng cụ không cần thiết thì nakusite tôi xin gọi sute đúng không, sute ở đây là nakusite là làm mất đúng không, hoặc là loại bỏ những cái dụng cụ đó. Không cần thiết đó không? Không cần thiết. Và thế nào nhỉ? Và chỉ sử dụng những cái đồ dùng cần thiết, dụng cụ chỉ để lại được cái dụng cụ đúng không? Đồ dùng cần thiết. Rồi, có hai nữa. Seri seton seto o sitemita migakire de sokin esen ni mo mondai ga nai koto. Seri seton sang lọc sạch sẽ. Là gì nhỉ? Và không có vấn đề gì trong việc sản xuất thực phẩm, vệ sinh thực phẩm. Đầu tiên là mình sẽ là seri setoiso đang lọc sắp xếp và sạch sẽ xong ấy thì như nào nhỉ? Là cái mắt của mình nhìn thì đẹp chưa đúng không? Và vệ sinh thực phẩm thì không có vấn đề gì nhỉ? Tiếp có ba nào. Người ra đồ gửi ô hi chú dô na tô kì nì tư gửi nì tô ri đa kê rì đa kê rì tô ri đa xê rì tư rì cô tô là gì nhỉ? Là những cái sản phẩm cần thiết thì có thể là lấy ra được ngay khi mà cần thiết. Mình cố gắng có thể lấy ra được cái dụng cụ linh kiện lấy ra ngay khi mà mình cần thiết. Thế là series trong ba bản này câu nào có đúng nhỉ? Series là sàng lọc là câu 1. Đúng rồi, sàng lọc. Câu 2 là? Câu 2 là sạch sẽ. Ở đây mình có ba cái này rồi này. À, câu 2 là sạch chữ và câu 3 là... ba là của nào nhỉ? Sẽ tôn. Câu ba là của sẽ tôn đúng không? Rồi mình ôn qua này. Bây giờ mình sẽ sang câu 19 nhé. 9. Câu 19 đến ai nhỉ? Hà nào? Giúp mình nhỉ?管理するのはとても大事です。異物混入について間違っているものを選びなさい。 Cái việc quản lý lẫn dị vật thì rất là quan trọng. Để chọn câu sai về cái việc lẫn dị vật. Đúng rồi. Câu này mình có làm rồi nhỉ? Có một nào. 異物は食品に貼ったことが分かったらすぐ食品審査に報告する. Là gì nhỉ? Nếu mà biết được bị lẫn cái dị vật cái dị vật mà đã lẫn vào cái thực phẩm á thì lập tức liên lạc cho với người quản lý. Rồi, hô có cự là báo cáo. Đúng rồi. Câu 2 nào. 異物の検査で原材料ではなく製品を検査する. Là gì nhỉ? Không phải là kiểm tra mỗi cái nguyên vật liệu. Kiểm tra luôn cái gì? Cái sản phẩm. Đây là ở cái điểm kiểm tra dị vật ấy, thì mình kiểm tra. Kiểm tra những cái thực phẩm mà thực phẩm không phải là nguồn nguyên liệu, không phải là nguồn nguyên liệu nhá, chú ý. Có ba nè.
異物混入で健康被害が起きると会社の信用がなくなる。Nếu mà xảy ra gì, cái gì về sức khỏe đấy? Mình ở kênh Kohiga là việc cái này là thiệt hại sức khỏe, có nghĩa là bị sức khỏe không tốt thì nào nhỉ? Thì cái lòng tin của cái công ty bị mất đi. Đây là nếu như mà cái sự mà gây hại người mà tiêu dùng bị gì đó về sức khỏe thì nào nhỉ? Thì mình lòng tin của công thì đó sẽ mất đi. Rồi thế câu có sai trong câu này nào nhỉ? Câu 2 đúng không? Ok. Câu 2 ở nhà nhé. Thì ở đây là để kiểm tra những thực phẩm không phải là nguồn nguyên liệu đúng không? Nguồn nguyên liệu. Thì sai đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ sang câu 20. Và câu 20 này Thu đọc giúp mình nè. Hai. Kanechu sakin ni chuite machigatte iru mono o hitochu erabinasai. Hãy chọn đáp án sai về cái sát khuẩn da nhiệt. Đúng rồi. Cái này mình lướt qua tài liệu tí nhé. Hình như mình chưa học nhỉ. Mình lướt qua tí. Rồi. Câu này Thu đọc giúp mình nào. Từ đây nhé. Kanechu suru koto de genzai ryo o tabe za suku shitari shouka o joku shitari oishiku suru koto ga dekimasu. Sore dake de naku tekisechu ni kanechu suru koto de zaiyo ni fukumarete iru seibuchu teki kigai zoin hyogensei bisechu nado o tori shoujoku koto ga dekimasu. Rồi, câu này Thu có gì đúng nhỉ? Cái việc mà gia nhiệt cái sản phẩm thì có thể làm cái món ăn dễ ăn hơn. Đúng rồi. Shouka là gì xin thế? Tiêu hóa trong thực phẩm N2. Tiêu hóa tốt hơn và ngon hơn. Đúng rồi, tiếp. Ở đây mình gọi là sore dake để đăng cử. Cái này trong ngữ pháp N3, không chỉ mà còn. Là không chỉ những cái trên. Đúng mà rồi. Mà cái việc gia nhiệt thì không chỉ những cái trên mà bằng cái việc mà gia nhiệt và nấu chín thì, một cách thích hợp thì có thể loại bỏ được cái nguyên nhân gây hại từ cái vi sinh vật mà có trong cái nguyên liệu ạ. Đúng rồi, chọn sao? Thế đây gọi là cái chữ sạc kim. Rồi sau khi mình lướt qua tài liệu thì mình xem nhá nội dung nào. Có một nào? Là gì nhỉ? Kanechu suru koto de genzai ryo o tabezasuku shitari shouka o joku shitari oishi suru koto ga dekimasu. Là có thể gia nhiệt sát khuẩn thì có thể làm cái món ăn trở nên ngon hơn, tiêu hóa tốt hơn và có dễ ăn hơn. Rồi. Hai nè. Hai là tekise chữ ni kanechu suzu koto de zai ryo ni fukumare teiru seibuchu teki kigai zoin
tori no zogu koto ga dekimasu. Cái việc mà cái mục đích của ngoài cái mục đích của cái việc gian nhiệt thì nó có thể loại bỏ, phòng ngừa và loại bỏ được cái nguyên nhân gây hại từ cái nguyên liệu ạ. Rồi, chọn rồi. Câu 3 nào. Kane chữ đế, bise chữ o, korosu toki wa, kane chữ no, si chữ do to, di kang o, teki se chữ ni, sette shinai. Là khi mà tiêu diệt cái vi sinh vật bằng cái gia nhiệt thì hãy thiết lập một cái mục tiêu về cái thời gian và nhiệt độ của cái gia nhiệt ạ. Rồi Sinai là thiết lập hay là không thiết lập nhỉ? Không thiết lập. Đúng rồi, không thiết lập đúng không? Khi mà mình tiêu diệt đúng không? Vi sinh vật bằng việc gia nhiệt ấy thì mình nào nhỉ? Không thiết lập thích hợp về nhiệt độ, gia nhiệt hoặc là thời gian. Rồi thế câu sai trong câu này câu nào nhỉ? Câu 3. Câu 3 đúng không? Câu đúng là 1 2 nhá, mọi người học luôn nhá. Thì người ta không biết từ nào là lần đúng không? Cho câu đúng thì là 1 2, câu sai là câu 3. Rồi bây giờ mình sẽ sang câu 21. Câu này chị An đọc giúp em nào. Đấy. Sokuhin o seijo suru baai ni jiyo kanjiten to naru daihyo teki na kote wa dono kote desu ka? Machiwatte iru hitotsu erabinasai. Là chọn câu đúng ở câu sai. Về cái công đoạn mà tiêu biểu. Đúng rồi, tiêu biểu, đây là đại biểu nhưng mà dịch đây tiêu biểu nhé. Về cái công đoạn tiêu biểu của cái quản ở điểm quản lý quan trọng. Rồi. Cái trường hợp mà là sản xuất ra thực phẩm. Đúng rồi. Đây là cái công đoạn đúng không? Mà bằng tính tiêu biểu. Đây là trở thành điểm quản lý quan trọng. Trong trường hợp mà mình sản xuất thực phẩm ấy, thì là công đoạn nào? Ở đây mình chọn câu sai. Rồi cái này hình như mình chưa học nó, mình sẽ lướt qua tài liệu tí cận nhà nhé. Tài liệu tí này. Ôi mốt. Mình soạn mà mình quên ghi cái ấy rồi. Cái đơn ta. Ok, đúng ở đây rồi. Trang bao nhiêu nhỉ? 39, quên ghi vào, 39, 21 nhỉ, 39. Rồi câu này đọc cho mình luôn nào. Chị từ chỗ nào vậy thầy? Rồi, chị đọc từ đây và tới đây luôn. Sukuhin o seijo suru baai ni jiyo kanjiten to naru daihyo teki na kote wa kiwi no uochu desu. Yuta teki ni wa kono so no ippan esse kanji o sanso shite kudasai. 1番 Kanetsu Satkin, 2番 Kanetsu Satkin Shita Ato no Zekiyaku Zakuza Nizoru Satkin Zon Kinjo Tanshiki Go Kinh vô cự đoàn tan chi kì. Xeni bì chì kèn si chi kì. Rồi, đầu tiên như nào nhỉ? Đầu tiên là cái công đoàn này. Cái này trong bài mình có đúng không?
công đoàn tiêu biểu của cái điểm quản lý quan trọng trong trường hợp mà mình làm sản xuất thực phẩm ấy, thì mình có năm loại cả dưới đây đúng không? Ở đây người ta nói là nếu mà muốn cụ thể, muốn chi tiết hơn đúng không, thì mình hãy tham khảo vào cái chương này vào mục 3 nhỉ, về quản lý vệ sinh các bạn thông thường. Đầu tiên mình có 5 cái, đầu tiên là cái gì nhỉ? Cái này mình có học rồi đúng không? Là sát khuẩn vâng. Doanh nghiệp. Cái thứ hai là sát khuẩn. Làm lành sau trước. Sát khuẩn. Đúng rồi. Câu 3. Câu 3 là sát khuẩn theo cái hóa chất. Ở đây có nhị vô lượng theo do vì vợi bằng. Rồi cái này dịch bằng. Đúng không? Thì vô lự hoặc là vô tê. Đây, trong ngữ pháp N3 rất là nhiều nghĩa nhé. Bởi, do, vì, bằng. Cho đây chỉ là bằng hay là bằng, do nhỉ? Bằng. Bằng đúng không? Ok. Đấy. Mình học luôn cả từ vựng ngữ pháp N3 luôn. Câu thứ tư nè. Câu thứ tư là kim vô cử tan chi là máy. Bằng máy rò kim loại. Rồi, thì thi cứ thấy kim vô cử đúng không? Xem đáp án nào có kim nhu cự mình chọn luôn. Còn ngoài kim nhu cự ra thì mình có là máy gì nhỉ? Máy kiểm tra dị vật bằng tia x đúng không? Thì máy kiểm tra dị vật bằng tia x này thì sẽ kiểm tra được cái gì nhỉ? Như là thủy tinh, đá. Tinh và đá nhá. Còn nhựa thì như là nhỉ? Khó nhỉ? Khó. Khó kiểm tra. Chúng nên một chú ý. Sau khi mình lướt qua tài liệu xong thì xem bạn nào chính xác nè. Cái này hình như là mình đọc rồi đúng không? Câu 1 nè. Câu 1 là kim vô cử tan chi và sen đi vô cử tan chi chi ki. Cái gì nhỉ? Là rò kim loại và mình kiểm tra dị vật bằng tia x đúng không? Rồi cái thứ 2 nè. Thứ hai là Kanichi Sakin, Kanichi Sakin Chita, Ato no Vekyaku, Zakuzani Dode Sakin. Và thứ ba là Bisebi Chu Kensa. Rồi câu hai nào nhỉ? Ôn lại lần luôn nào. Câu hai là sát khuẩn bằng nhiệt và sát khuẩn làm lạnh sau khi sát khuẩn bằng sau khi mình sát khuẩn đúng không? Và sát khuẩn bằng hóa chất. Rồi câu 3 là kiểm tra bằng vi sinh vật à? Nghĩa kiểm tra vi sinh vật. Kiểm tra vi sinh vật. Cái câu sai trong câu này là câu nào nhỉ? Câu 3. Đúng rồi. Đấy. Thì mọi người chú ý nhá. Có 5 cái đúng không? 5 cái. Đấy. Rồi, mình sang câu 22 nè. Câu 22 này mình học gặp rất nhiều đúng không? Nhưng mà mình ôn lại chắc. Rồi câu 22 này, chị Giang nè. Hokan Sanpuru Nichite Tarashimono o Erabinasai. Hãy chọn câu đúng về việc bảo quản cái sản phẩm mẫu. Đúng rồi. Về hàng mẫu đúng không? Sanpuru hàng mẫu. Rồi, có một nữa. Câu một là Kuremu nado ga hase kitaba ai ni sonaeru tame ni sanpuru o hokan suru. Rồi nhỉ. Là bảo quản để trong trường hợp mà bị phản hồ phàn nàn đấy đấy thì ta để ta bảo quản hàng mẫu để kiểu để như kiểu là để đối chiếu hay là để cho họ xem. Đúng rồi. Sonae được là bằng là Junbi chuẩn bị.
À, chuẩn bị đấy. Ở đây có một là mình bảo quản hàng mẫu để là nhà chuẩn bị trong trường hợp mà bị phàn nàn phát sinh ra đúng không, thì mình sẽ đưa cho người ta xem chuẩn xác ở đấy. Câu hai nè, câu hai là hô đi chữ đấy hô can sư đự sô cơ hình nô ca dự ra quá đi đi mê ra đê tê rự là ca dự ca dự quên rồi ca dự là số lượng quyết định quyết định số lượng của cái sản phẩm đấy bảo quản theo cái pháp luật đã quy định. Rồi câu ba nè, câu ba là panê chữ sita super hình ore toko để hô can sử dụng bảo quản trong cái tủ lạnh cái sản phẩm đã nấu. Đúng rồi. Thế có đúng trong câu này câu nào nhỉ? Câu 1. Câu 1 mình tự liệu có học qua đúng không? Cả thứ 2 được không? Không. Cả thứ 3 càng không được đúng không? Cái hàng đã nấu chín mà bỏ vào tủ đông khi đưa ra thì thế nào nhỉ? Cái chất lượng ấy là mình sẽ ăn được nhưng mà chất lượng nó không như ban đầu đúng không? Nên người ta phàn nàn thì lại càng là phàn nàn thêm đúng không? Và cái này thường thường người ta sẽ để lấy 1-2 cái trong cái lúc khi mình bắt đầu làm cái hàng đó. Rồi cô đúng ở đây cô 1 nhé. Nhưng ai mà chưa lướt qua tài liệu thì lướt qua. Cái này mình lướt qua rồi đúng không? Rồi sang câu 23 nè. Câu 23. Ở đây có là Chisa Koso mình có gặp qua đúng không? Nhưng mà biết chi tiết hơn thì xem câu này còn nào nhé. Câu này vụ nào? Câu 23 nè. Ok. Chisa Koso no mukuteki wa nan desu ka? Tadashii mono o ito chu erabi nasai. Cái mục đích của chia tay, của việc chia tay gọi tên là gì? Hãy chọn một đáp án đúng. Một sekinin san ni yarikata o okoku suru. Báo cáo cách làm cho người quản lý. Kiken no jobo ja anzen no kakunin. Xác nhận an toàn và phòng tránh nguy hiểm. Hondo ra nodo o kakunin suru. Xác nhận nồng độ và nhiệt độ. Rồi, có đúng câu này câu nào nhỉ? Em chọn câu 2. Câu 2, đầu tiên có chị tay vào hồ của hiệu hả? Báo cáo cách làm. Rồi câu này là có hai đúng không? Nên mình xác nhận an toàn và dự phòng được cái sự nguy hiểm nhỉ. Rồi đang câu 24 nè, hồng nè, đọc cho mình nhé. Câu 24 nè. Hatsapu de tansho to suru tenko hi ga join wa kagaku te ki ki ga join Uchiri te ki ki gai jo in no hoka ni naka ga arimasu ka? Tai so là hoạt động hả xin thế? Hay là cái gì vậy? Đối tượng. Đối tượng hả? Đối tượng hatsapu thì là nguyên nhân mà cái gì hồi nào nói cái gì hi hi bội nguy à? Nguy hại cho sức khỏe đúng không? Nguy hại cho sức khỏe đấy. Mối nguy hại cho sức khỏe thì là gồm có mối nguy hóa, mối nguy vật lý, mối nguy hóa học. Ngoài ra thì không có một cái nào khác. Rồi, thì là cái nào á? Ngoài vật lý, hóa học thì còn một cái khác là gì? Đúng rồi. Chúng phó theo kiểu HRGB. Ở đây có ca ca cự này, người ta ghi chữ Hán sai ấy. Mình chưa sửa lại. Mình ghi nhầm. Ca ca cự đúng không? Đây, ghi thi như này nhé. Rồi, cái này mình có học rồi đúng không? Rồi đọc và đáp án giúp mình luôn nè. Shinri te ki ki gai zo in là mỗi nghĩa sinh lý tâm lý
mọi người tâm lý. Rồi, tiếp câu 2 là Tê-bi-t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 i-
Ningen te ki kai zo in. Nên chị nhỉ? Con người à? Nín là người. Ningen là con người, đúng rồi, trong từ vựng là hai luôn. Đấy, có đúng là trong câu này là câu nào nhỉ? Câu hai. Ok. Cái này hình như đợt trước mình có học cũng chi tiết rồi đúng không? Cái này thi trước khi thi người lướt qua nhé. Hóa học là loại như nào, vật lý loại như nào và sinh học là như nào, ok chưa? Phải câu 2 đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ sang câu 5 nhé. Có ai muốn xem lại cái kiến thức không? Rồi mình sang câu 25 nhỉ. Câu 25 này Hà đọc giúp mình nè. Hijou teishi botan o tsukau mokuteki wa nan desu ka? Tarashii mono o hitotsu erabinasai. Cái mục đích sử dụng của cái nút dừng khẩn cấp là gì? Chọn câu đúng. Đúng rồi, nút dừng khẩn cấp là gì? Cái này mình còn lướt qua tài liệu không nhỉ? Có ạ. Ok, mình chưa học hả? Ok. Còn mình đánh dấu là những cái mình chưa học. Đã, cho mình học, còn cái nào học rồi cứ lướt qua ôn lại. Để cụ mình đã làm rồi đúng không? Rồi, ở đây. Rồi, con này Hà đọc giúp mình. Hà là từ đây. Từ đây. Đúng rồi, Hiyo. Recibo Tango. Chưa. Là cái này là nút dừng khẩn cấp. Rồi, đọc giúp anh nè. Giúp mình nè.操作盤には以上停止ボタンがついています。このボタンを押すとすぐに機械が止まります。異常なことが起こった時に一番大切なことはまず機械を止めることです。 Rồi, ở đây gọi là操作盤 là đây này hả? Đây. Bàn thao tác ở đây hả? Đây. 操作盤 là cái bàn thao tác. Bộ điều khiển đúng không? Dịch bộ điều khiển cho nó hay. Thì nào nhỉ? Ở cái bộ điều khiển thì có đến cái nút dừng khẩn cấp. Đúng rồi, có gắn, có đính. Tiếp nào. Khi mà ấn cái nút đó thì máy sẽ ngay lập tức dừng. Rồi. Tiếp. Cái quan trọng nhất khi xảy ra Iyo là những cái đó dị thường, bất bình thường đúng không? Bất bình thường. Iyo là bình thường, thì nào nhỉ? Việc quan trọng là thì việc quan trọng là dừng, đầu tiên là dừng máy móc. Đúng rồi, chính xác. Rồi, ok, thế là mình vào cái đáp án của mình nhé. Rồi, em đọc nội dung giúp anh nè.以上なことが起こった時にすぐに機械を止まります. Là khi mà xảy ra cái vấn đề gì thường thì máy sẽ tự động dừng. Rồi, có hai nè. 変な匂いがした時に機械が止まります. Khi mà phát hiện cái mùi lạ thì máy nó tự dừng. Đúng rồi, có ba. Rampu wa sodo shita toki ni kikai ga tomarimasu. Đèn nhé. Cái đèn. Soto là tắt. Khi mà cái đèn tắt thì cái máy tự động nó dừng. Thì máy tự động dừng. Tức là trong câu này câu nào là câu chính xác nhỉ? Câu 1 ạ. Câu 1 nhất cả nhà. Một. Rồi chờ mình tí để mình tắt cái phần ghi để mình đăng lên YouTube. Rồi. Coi là mình xong rồi. Bây giờ mình sẽ sang câu 6. Về lao động nhỉ. Câu 6 này Thu đọc giúp mình nào.
Rồi, ở đây chọn câu đúng về quản lý an toàn lao động, quản lý vệ sinh an toàn lao động. Câu 1 nào. Hataraku hito tachi no anzen to kenko o mamoranakereba narimasen. Là phải bảo vệ cái sức khỏe, an toàn lao động của những người đang làm việc. Ok, cái này là phải đúng không? Bảo vệ sức khỏe và an toàn của những người mà làm việc ở đó đúng không? Có hai là okay. Hatara ita keken ga ohito no hoka ga rorosai gai ga hatse shizasui dễ phát sinh cái tai nạn lao động của những gì? Phát sinh tai nạn lao động của những người mà có kinh nghiệm lâu năm, đã làm việc lâu năm. Đúng rồi. Thế là cái này nhờ những người đúng không? Mà có nhiều kinh nghiệm làm việc ấy, thì nào nhỉ? Dễ phát sinh tai nạn lao động. Dễ phát sinh xảy ra tai nạn lao động. Rồi có ba nè. Anzen de hinshitsu no zoi seihin o chukuru tame ni kimerarete imasu. Để mà làm cái sản phẩm tốt, chất lượng an toàn thì đã được quy định, đang được cái quy định. Thì ở đây như nào nhỉ? Ý là cái này đúng không? Đã được quy định đúng không? Đã được quy định. Để nào nhỉ? Để an toàn và để tạo ra đầu tiên là an toàn tốt. Và những cái thực phẩm mà có chất lượng tốt. Thế là câu đúng trong câu này câu nào nhỉ? Câu đúng trong câu này là để đảm bảo an toàn sức khỏe. Là câu 1. Đúng rồi, câu 1 đúng không? Tới an toàn lao động phải là sức khỏe và an toàn của người làm việc. Còn câu 3 này là của cái này là của cái an toàn về thực phẩm. Đúng rồi. Gọi EC đúng không? EC Anzen. Ba của cái khác, còn có một là của Rodo Anzen EC. Rồi, có đúng là câu 1. Tiếp mình sang câu 27 nhé. 27 này. Chị An nè, đọc giúp em nè. Thu nè, đọc giúp mình câu 26 nè. Hey. Rodo saigai Rodo anzen ese ni chite tarashimono o erabinasai. Hãy chọn đáp án đúng về cái quản lý an toàn lao động. Xin cô sao thầy Hồng ơi, thầy bỏ qua Hồng nha. Sigio mae tenken de wa nami o kakuni shimasu ka. Machigatte iru mono erabinasai. Chọn câu sai về cái xác nhận cái kiểm tra trước khi mà làm việc hả? Ở đây mình gọi CEO là trước khi bắt đầu làm việc đúng không? Trước khi bắt đầu làm việc thì xác nhận cái gì? Cái điểm kiện là địa kiểm tra. Rồi cái này mình sẽ lướt qua nội dung một tí nhỉ. Đây, chỗ nào mình giải và chưa học. Rồi, câu này chị đọc cho em này. Setsubi kikai o tsukau sagio o hajimeru nae ni iyo ga nai koto o chuji no yo ni kakunin shimasu. Là trước khi bắt đầu công việc sử dụng máy móc và cái cơ sở vật chất. CCB là trang thiết bị. Trang thiết bị. Còn C sẽ chữ mới là cơ sở vật chất. Thì như nào nhỉ? Trước khi bắt đầu công việc thì sử dụng máy móc và trang thiết bị. Rồi.
Và cái này là xác nhận những việc gì nhỉ? Những cái việc mà không là không có sự dị thường, nó là bất bình thường ấy. Bình thường. Xê dồ là bình thường. Theo như cái dưới đây đúng không? Rồi. Công việc quan trọng sản xuất an tê là an định, an tâm nó hàng ngày được gọi là tiểu mẹ tê kênh. Rồi là xác nhận giống như dưới đây thì như nào mình sẽ đọc luôn nhé. Đầu tiên nào, chị An có một là từ đâu thầy, cô rê đó hả? Đúng rồi, từ này. Yo gore, yo gore ga nai ka, nani, nani ka, hasamatte nai ka. Là nào nhỉ? Là không, có bẩn không? Bẩn không. Và cái đó có gì? Có bị thiếu không? Ở đâu? Mắc kẹt không đúng không? Mắc kẹt. Hasamatte. Có bị mắc kẹt không đúng không? Tiếp, cái thứ hai là? Hena ni oi ya sinai ka, là không có mùi, không có mùi lạ, lạ không ngó. Cái thứ ba là Ichimoto kia ở oto ga sinai ka, là có tiếng khác thường không, có cái âm thanh, có âm thanh khác với mọi khi không ngó. Và Ichimoto kia ở xin đồ ga shinai ka, là có về Shindo này là chấn động, có nghĩa là sự rung lắc, sự chuyển động đúng không? Có sự chuyển động khác gì với khác không? Kia không đúng không? Tiếp kata ya su ga raisa no ha ga kakete nai ka. Kika kata hija su raisa này là cái gì thôi? Cái này là cái máy cắt. Là có lưỡi đúng không? Của máy cắt đấy thì thế nào nhỉ? Có được lắp vào chưa đúng không? Có được gắn vào hay không? Gắn hoặc là lắp vào chưa? Tiếp. Ugokanai wa Zuno bun hin ya sekubi kikai no aru koto wa kokanai ka, là cái chuyển động á. Cô ugokanai là không chuyển động hả? Không chuyển động. Thì như là nhỉ, ở những cái nơi mà có máy móc này, trang thiết bị này, linh kiện mà chắc chắn là có chuyển động không? Không chuyển động ấy thì nào nhỉ? Mình đúng xem là có chuyển động không? Chuyển động ở toàn ấy nhá. Tiếp. Tari nai buhin wa nai ka. Hori to ja neji ga naku natte iru koto wa nai ka. Bulong là như nào nhỉ? Là ốc và cái có bị mất ốc đúng không? Ốc vít là cái chỗ có bị ốc mất ốc hay là không? Đúng rồi. Linh kiện có đủ hay không này? Cái linh nơi kiện mà gắn bu lông hoặc là ốc vít thì có hay không? Đó. Ôi, cái tiếp. Này nhiều đấy nhỉ? Nhiều đấy. Nhiều cái học chứ đúng không? Nhiều này. Tên kem để đô xa cử nín ô ô cô na cô tờ ní nát tê rử an gen sơ chí wa xê dồ ní hà ta ra cực cả, là cái thiết bị an toàn có bị
gì ta, mất rồi, có bị mất thì xác nhận bằng cái gì ta, trước khi làm việc à? Kiểm tra trước khi. Rồi cái này là nhỉ, là những trang thiết bị an toàn mà đang được tiến hành này nhỉ, xác nhận những cái động tác đó, ở cái điểm kiểm tra trước khi làm việc ấy, thì có làm việc thế dù là bình thường hay không, gọi là y dù dị thường, còn chế dù là bình thường hay không. Tiếp câu cuối nào, cố lên nào. Rampu wa se dù ni tento soto de dekiru ka. Rampu là gì thế? Rampu là cái đèn đó. Cái đèn gặp không? Cái đèn thì có thể là có bị tắt à? Có bị tắt thì sáng. Có thể tắt. Đèn ấy thì cả có thể bật tắt. Đó. Cách bình thường hay không nhỉ? Tên tô vào sáng, số tô vào tắt làm tắt. Rồi. Nội dung này dài đúng không? Nhưng mà bắt buộc học đúng không? Đi thi mà ra cái thì đấy. Ở đây mình có là tiêu mẹ nhá, tên kênh là những cái này nhá. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8. Rồi. Cái này mình liên hệ vận dụng vào kiến thức thực tế nữa, mình làm như thế nhỉ. Tốt là mình phải hiểu cái phần tiếng Nhật đúng không? Tiếng Nhật mình không có thì khó mà làm câu này, tại vì kiến thức nó nhiều. Rồi sau khi mình lướt qua tài liệu xong thì mình xem này. Câu 7 này, chị An đọc giúp em câu trả lời này. Ichimoto chigau oto wa shimai ka. Ichimoto chigau shindo wa shimai ka. Là câu không có tiếng ồn khác là khác thường, với lại không cái xin đồ này. Rồi là có âm thanh nó khác như vậy kia không đúng không? Hoặc là cái xin đồ là âm động, nghĩa là chấn động đúng không? Rung lắc, rung động có khác với mọi kia không? Có hai nè. Có hai là đô sa kakun nin. Okona koto ni nateru anjan sushi wa seito hataraku ka. Thiết bị an toàn có tiến hành xác nhận cái chữ hán thì trang thiết bị an toàn không? Đô sa động tác. Động tác. Trang thiết bị an toàn thì đang tiến hành xác nhận cái động tác thì đó thì có làm việc đúng hay không. Tiếp câu 3 nào. Câu 3 là kikai ga shiru teki ni tomatte i nai ka. Là như nào nhỉ? Jido teki là như nào nhỉ? Jido teki là từ đồng. Máy móc có từ đồng, có từ đồng tắt dừng hay không? Ừ, từ đồng dừng hay không? Đây là trong ba câu này câu nào có sai nhỉ? Ba câu này có sai là câu 3. Rồi, câu 3 nhá, câu 3 có sai. Máy móc có tự động dừng hay không là cái này thì không liên quan tới chúng ta này đúng không? Rồi, câu 3 có sai. Rồi, câu 8 nè. Tento sai gai o fusegu tame ni dou shitara ii desu ka? Majigatte iru mono o erabinasai. Để phòng tránh tai nạn tai ngã thì làm như thế nào thì được? Hãy chọn đáp án sai. Rồi. O kimono. Kimono omoi mono no omoi mono o hakobu toki wa
đại sa o shijo suru. Khi những cái đồ nặng và đồ to lớn thì, khi vận chuyển những cái đồ nặng, đồ to lớn thì sử dụng xe đẩy. Đúng rồi, còn hai là futari. Omoi mono wa futari de hakobu. À, hai người cùng vận chuyển những đồ nặng. Rồi, tiếp. Và là ido suru toki dekiru dake oku mono o motte ido suru. Khi di chuyển khi di chuyển thì thế nào nhỉ? Là mình di chuyển mà mang cố gắng mang nhiều. Càng nhiều đồ có thể. Có thể đúng không? Có sai trong câu này câu nào nhỉ? Câu 3 anh ạ. Câu 3 đúng không? Mình cái này mình có học qua rồi. Ok. Cũng sẽ gửi phòng ngừa bằng bô si. Tiếp sang câu 29 nè. Mình ôn lại kiến thức một tí. Câu này Hồng nè. Đọc giúp mình nè. Hay. Netsuko no aru hito ga teta toki do shimasu ka? Makigatte iru mono o erabi nasai. Khi mà đã có người mà bị sốc nhiệt thì phải làm như thế nào? Tao chọn câu sai. Đúng rồi, câu 1 nè. Tsuyushi baso ni hinan saseru là đưa cái người đó ra lạnh ra cái nơi mà có gió ở cổng chỗ mát. Đúng rồi, là đưa người ta là lánh nạn hoặc là nghỉ ngơi ở những nơi mà mát mẻ. Tiếp có 2. Ifuku o yurume karada o hizasu là làm mát cơ thể và nới lỏng quần áo. Đúng rồi, thế là mình nới lỏng quần áo ra và làm mát cơ thể. Tiếp có 3 nè. Ishiki ga ushina natta hito ga itadaki ga yukumade matsu là khi mà cái người mà đã bị mất ý thức thì cái gì đây thì là cái gì đây thầy? À, để ý đến lúc mà người ta tỉnh lại. Rồi, nghĩa gốc của cái gạch cửa để ý. Nhưng mà đây là như nào nhỉ? Nếu mà mình có người mất đi ý thức đúng không? Thì mình chờ đến lúc mà người ta tỉnh lại đúng không? Để ý có nghĩa tỉnh lại. Để có sai trong câu này câu nào nhỉ? Câu nào nhỉ? 3 đúng không? 3 đúng không? À ừ đi. Đúng không? 3 đúng không? Người ta mất ý thức rồi làm gì mà lại chờ đến khi người ta tỉnh thì lúc đấy người ta đi rồi đúng không? Người ta xanh cọ rồi đấy nhỉ? Đây là câu 3 là có sai nhá. Sai. Phải ngay lập tức là ấy nhá. Mình lập tức phải làm gì đó hoặc là mình gọi cho xe cứu hay gì đấy đúng không? Tin này là toàn đấy. Tiếp sang câu 30 nè, Hà nè, đọc giúp mình nè. Anzen no tame ni sagyo suru toki sagyo teijun no mamoranakereba narimasen. Sagyo teijun nitsuite machigatte iru mono o erabi nasai. Đó là gì nhỉ? Để an toàn thì phải tuân thủ theo cái trình tự làm việc. Khi để mà an toàn đúng không? Khi làm việc thì mình phải tuân thủ đúng không? Trình tự làm việc. Và mình chẳng có sai đúng không? Về chẳng có việc sai mà. Về cái trình tự làm việc. Ok. Có một nữa. Isoideru toki yama desu kara anzen kaba o hajuste shigoto suru. Khi mà gấp vội thì tháo cái miếng an toàn ra. Vì là vướng nên là tháo cái miếng an toàn ra và tiếp tục làm việc. Làm đúng việc. Rồi. Tiếp. Có 2. Nare ni joru kega ni chui shinagara sagyo suru. Ni sama. Cái gì nhỉ?
Để nó gọi là vừa vừa đúng không? Vừa chú ý những cái mà cái vết thương mà do đã mình do quen rồi, quen việc đúng không? Và làm việc mình nghĩ là mình vừa làm việc vừa chú ý tới vết thương mà cho mình làm việc cho mình đã quen đúng không? Quen nhưng mình vẫn phải chú ý nhỉ. Thứ ba là sage o te jun ga wakaranai toki kakunin suru. Khi không hiểu về cái trình tự làm việc thì xác nhận. Rồi thì cô sai là câu này câu nào nhỉ? Câu 1 ạ. Câu 1 đúng không? Khi vội gấp thì vì bây giờ nó cản trở nên là mình tháo ra cái miệng an toàn và làm việc cũng được. Rồi cái này lại mình mới nói xong nhỉ? Rồi câu này Thu nào đọc giúp mình rồi. Hay Xeni bu chu Kensiu chuki wa Ibuchu Kensiu no tame ni Chuka wa rete imasu Kaki no mono o Mono o de dore ga Kensiu chu dekimasu ka. Để mà để như nào nhỉ? À, cái máy kiểm tra tia X này thì khi mà dùng để kiểm tra cái dị vật lẫn vào thì hãy chọn rồi những mặt từ khóa thích hợp. Đúng rồi, dưới đây đúng không? Ok. Tiếp là có một là đá. Có hai là lường nước. Câu 3. Đô cư sổ độc tố. Rồi, thế có đúng câu ở đây câu nào nhỉ? Câu 1. 1 IC. Ngoài IC ra thì có gì nhỉ? Ngoài IC có những dị vật cứng. Gọi là sự đúng không? Gọi là sự nhựa. Ừ. Nhựa không phải đâu nhá, nhựa không phải đâu. Nhựa không phải đâu, chú ý. Rồi, tiếp sang câu 32 nè. Ồ, tính toán. Mình có làm video tính toán. Rồi tính toán mình để sau nhé, mình sang ok. Rồi câu 34 này, ai nhỉ? 34 là chị Giang, đâu, chị An đọc cho em nào. Câu 34 nhé. Và tình huống. Ana kara sehin o toridashite te ni motte kyatachu kara Orizo Oshita toki ni kiatetsu ga uvoite taransu o uzusite oshiso ninata. Oshiso ninata genin wa nan desu ka? Mashigate mono o erabinasai. Rồi, cái nội dung của bài này như nào nhỉ? Nội dung của bài là Toki ni à? Khi mà là cái thang, khi mà lấy à, khi mà lên cái thang là Orizo ni à, lên khi mà xuống chứ Ori mà xuống khi mà xuống cái thang thì ta đã mang. Rồi. Mang ừ, mang đồ bằng tay xong lại lấy hàng. Đúng rồi. Ở tên là lấy khi hàng. Đúng không? Khi. Ở đây gọi là Yoto Chita ngữ pháp N3 định đúng không? Khi mà định nào nhỉ? Đây là định đầu tiên là tên này đây. Lấy sản phẩm từ trong giá kệ ra này và nào nhỉ? Mang trên tay và xuống. Xuống cái thang đúng không? Thì khi đó như nào nhỉ? Có vẻ như là Ochi rơi ngã do làm mất cân bằng khi mà thang khi mà chuyển động đúng không? Ngồi tê được đúng không? Thang chuyển động nên là như nào nhỉ? Có vẻ là bị rơi đúng không? Rồi nguyên nhân mà có vẻ như là bị rơi này thì là nguyên nhân nào? Ở đây mình chọn một sai. Rồi cái này mình lướt qua tài liệu tí cho mọi người ôn và học thêm, học qua nhé.
Cái nào mình chưa học mình sẽ học. Đây đúng không? Cái này mình chưa học. Ở đây mình đọc là nguyên nhân đã nhỉ? Nguyên nhân trong đến đối sách nhé. Mình học hết. Rồi hỏi là đối sách nào đúng không? Rồi, câu đầu tiên cái này mình cho một bạn khác đọc thay chị Giang đi. Còn mình câu đáp án thì chị Giang đọc. Chị An nào, đọc cái phần gần in này giúp em nào. Chị An kìa. Ở đây rồi, sao mà mi ấy thế? Kia ta chỉ nô. Hiraki dome kanagu o setto shite nakatta. Rồi là gì nhỉ? Kanagu. Kanagu, kanai là những dụng cụ, những cái dụng cụ hay gì đó liên kết bằng kim loại. Là kéo à? Kéo cái link xếp tổ là gì nhỉ? Xếp tổ bằng cái xếp tê đấy. Xếp tổ là cái chốt hay là cái gì nhỉ? Cái đặt hoặc là gì đấy. Lắp đặt đúng không? Thì cái này là nguyên nhân là không lắp đặt cái chốt sắt hoặc là cái dụng cụ bằng sắt mà để mà đóng mở đúng không? Của cái thang. Đấy. Nguyên nhân đầu tiên đúng không? Nguyên nhân thứ hai nào? Nguyên nhân hai là Kiyatachi ga taorenai yoni osaeru hito ga inakatta. Là như nào nhỉ? Taorenai. Ngã tự do ấy, kiểu rơi độ ỏm xuống ấy. Thì do là không có cái người mà dự cái thang đó, để nào nhỉ? Thang bình á, không bị rơi, không bị rơi đúng không? Đây là không có cái người mà giữ thang này đúng không? Để thang không bị rơi. Ở đây là có cái chốt sắt đây không? Đây gọi là cái ná gự, thấy chưa? Rồi mình ở đây học nguyên nhân mình biết rồi, nhưng mà mình sẽ học đối sách luôn đúng không? Lỡ mai đi thi người ta bảo là đối sách là gì thì mình còn biết được mà làm nhỉ? Đây, cự là đối sách. Tiếp đối sách này thì mình cho vụ để đọc giúp anh này. OK. Kiyatachi wa kanarazu hiraki dome kanagu o seto shite chikau nori ori o suru toki wa katate o akete kiyatachi o chukamu jou ni suru. Dịch luôn này. Dịch luôn, câu nào dịch câu đấy. Cái thang thì nhất định phải sau khi cái đặt lắp đặt khóa cái khóa cái khóa cái thanh sắt nó đóng mở này. Thì rồi sau đó mới sử dụng. Đúng rồi, nhất định không? Rồi tiếp. Khi lên xuống thì phải thì là cái này là để trống một tay, cắt tay một tay, đưa tay hai tay hả? Và để trống một tay, còn và cố gắng là một tay còn lại hả ta? Và một tay nắm. Một tay. Đây là khi mà mình mang cái một tay mình cầm thang, một tay đúng không? Để trống để mình giữ thang đúng không? Đấy. Khi mà lên xuống thì mình phải để tay trống vào giữ thang. Rồi câu tiếp theo nào. Okina seihin no baai wa futari de shagyo o suru. Trường hợp mà những cái hàng nặng, to nặng thì hai người cùng làm. Đúng rồi, ok. Đấy. Thì đôi khi người ta bảo đối sách, nhưng mà có khi người ta bảo nguyên nhân đúng không? Nên là mình phải học cả hai. Pháp. Tai sạc cửa nhé. Rồi, thế sau khi mình lướt qua liệu xong đúng không? Chị Giang đọc nội dung giúp em câu này nè. Tana kara seihin o tori dasu mae ni anzen o kakunin shinai. Đó là không xác nhận an toàn trước khi lấy cái sản phẩm xuống từ cái giá đĩa
từ cái giá đấy. Rồi, tiếp. Từ cái kệ để đồ ạ. Ừ. Câu 2 là Yata chữ no hiraki tome sanagu o seto chite nakata. Đó là đã không khóa cái chốt của cái thang. Rồi, tiếp. Câu 3 là Kiyate ta chữ giá Tao Renai Yoni Osaeru Hito Ga Hinakata. Là như nào nhỉ? Osae là cái giống như cái chân ấy mà. Giữ à? Giữ. Giữ nắm, giữ chặt đấy. Cái này mình mới dịch nó là cái người nó mà giữ cái thang thế. Không có người mà giữ cái thang, để cái thang như này nhỉ? Không bị rơi, bị ngã xuống nó. Thang nó không bị rơi. Thế có sai trong câu này câu nào nhỉ? Câu sai là câu... Câu nào? Em cùng mình chọn thôi. Okay. Câu hai là... Không có người giữ cái thang. Câu hai đúng không? Câu 1 kìa. Xin chị xem đây là sao chị được. Không xác nhận an toàn trước khi ta bê đồ. Thì đúng rồi, đây là mình nguyên nhân. Mà nguyên nhân thì là do mình không xác nhận thì cái câu này là đúng rồi. Nhưng đây trong bài mình chọn câu sai mà. Đúng không? Ừ. Nhá. Đây câu dưới cùng thì lại là cũng là không có người giữ cái thang. Không có người giữ cái thang. Ở trong đây thì chỉ là chị chọn câu 3. Hả? Là đúng. Ừ, đây là chị chọn câu 3. Ba tư này chị chọn 3 đây. Rồi, 3 nào, mọi người nào. Câu này là bắt đầu rồi đấy. Ừ, câu 2 nhá. Câu 2 là không gắn cái chốt kia đúng không? Ừ. Không gắn cái chốt để cho... Công nhân câu 2 cũng là do mình không gắn cái chốt kia vào cái thang hay là... Rồi, trong tài liệu của mình có đầu tiên như nào nhỉ? Đây, đúng không? Ừ. Đầu tiên là nguyên nhân này. Có, nguyên nhân thứ nhất đấy là cái câu thứ 2 đấy. Đúng rồi, câu thứ 3 là? Câu thứ 3. À, không vậy thì là câu 1 và câu 2. Dự cái thang rơi đúng không? Câu 1 và câu 2. Ừ, vậy thì... Rồi, đây người ta lừa mình đây đúng không? Nhìn cũng thấy đúng đúng không? Câu 1 là không kiểm tra. Nhưng mà nó lại không nằm trong tài liệu. Đúng rồi, trong tài liệu này. Nhưng mà trách nhiệm an toàn thì cái này cái, đây là người ta mình thi vậy nhìn vào đúng tình huống, đúng không? Đúng tình huống, mình nhìn thấy đúng không? Đấy, lừa mình nhá. Lừa đấy. Thầy trước lừa kia mình, trước khi mình lấy cái giá đách thuốc thì mình không trách nhiệm an toàn. Không trách nhiệm an toàn. Câu sai đúng không? Câu sai. Lừa chứ, phải có câu lừa cho mọi người tịnh một tí đúng không? Trước khi mình lấy đồ mà. Lừa, đồ gì đấy? Trước khi lấy đồ từ trên... Không xác nhận an toàn. Xác nhận an toàn. Là đúng không? Nhưng an toàn trong cái tình huống này như nào nhỉ? Không có, đúng không? Có xác nhận. Cái này mình lên xuống vậy như nào? Và cái nội dung người ta nào? Bị rơi xuống, mà nguyên nhân bị rơi xuống là nguyên nhân như nào đúng không? Vậy nhìn vào trọng tâm của cái nội dung mà bài mình cho ra nhé. Rồi mình sang câu 35 này. Thầy cho ăn thịt lừa. Rồi câu 35 này. Phải lừa tí cho mọi người. Câu 35 này chị An nè. Chị Thương cũng đọc được nhờ. Chị An nè. Obuno Tepan o bê chữ no sagio dai ni uchu so to sita toki ippan ga kodote aru koto ga wakaranai de sude de sawari so ni natta jiko o
tame ni dosireba ireka chọn câu sai về cái sự cố mà khi chi sơ tô lấy gì thôi. Còn nào đây mình hỏi ghi lại nhé. Cái này là tệp pan này nhỉ, tệp trong tê chữ sắt đúng không, cái đồ sắt ấy. Tấm sắt open là cái lò nướng nhỉ. Cái lò vi sóng. Đúng rồi, lò nướng. Rồi thứ D đây hình như mình còn nói lần, có ai biết không? Thứ D là tay tay trần, đây là không, tay không dùng ngón tay. Đó, đây thằng này đúng không, không dùng ngón tay. Thứ D là không dùng ngón tay. IOT là hai tay. Uchi Soto là cái gì thầy? Con nào? Uchi Soto Sagio Dai ni. Cái này hả? Bằng với Ido di chuyển đấy. Khi di chuyển cái như nào nhỉ? Cái tấm sắt và cái lò vi sóng cột. Vào cái chỗ làm việc, cái bàn làm việc khác đúng không? Thế nào nhỉ? Thì không cần. Thế nào nhỉ? Đây là vì đúng không? Không biết là nhiệt độ ở tấm sắt là cao nên là thằng này nào nhỉ? Sờ, đã sờ. Có vẻ là đã sờ bằng tay không, tay trần không dùng gì hết đúng không? Rồi để vòng trống thế nào này thì mình phải làm thế nào, mình chọn có sai nè. Cái này mình lướt qua tài liệu một tí nhỉ. Tài liệu mới. Đây, học luôn. Cái nào chưa học mình học qua nhé. Tình huống mình gặp rồi. Sang nguyên nhân. Chị An đọc nguyên nhân giúp em này. Obun karatori dashita chokugo no teppan wa koon na no nane ni teppan no ondo o kakunin shinai de tsude de hakobo tosta. Rồi câu này thế nào nhỉ? Ở đây mình gọi là chu go bằng với là về tà thì về a tô đế ở sau khi. Sau khi mà đã nhưng lấy... mà mình dịch chủ ngữ ở đây nhá, chủ ngữ ở đây này. Tại tấm sắt mà sau khi đã lấy để ra từ lò nướng đúng không? Thế nào nhỉ? Nô nhị. Mặc dù là nhiệt độ cao nhưng mà đó không đúng không? Không, xác nhận nhiệt độ của cái tấm sắt. Và đã nào nhỉ? Dự định đúng không? Là vận chuyển bằng tay trần. Tay trần. Rồi sang đối sách là Hà đọc giúp mình, giúp anh này, giúp mình. Teppan nabe kaba nado o motte hakobu toki wa ogote bukuro o chakujo suru. 運ぶ前に温度を確認して高温の場合は周りの人にも気をつけるように声をかける. Khi mà mang những cái vật như là cái nồi. Ở đây mình gọi là cái nồi sắt này, cái nồi này, kama là cái ấm nước. Ấm nước. Thì phải sử dụng cái găng tay bảo hộ ạ. Tay bảo hộ. Rồi tiếp. Trước khi vận chuyển thì phải xác nhận nhiệt độ. Đúng rồi. Trong trường hợp nhiệt độ cao thì phải hô lên cho những người xung quanh, cũng phải cẩn thận. Cho người xung quanh chú ý đúng không? Chú ý. Ok. Thế mình sang đáp án nào. Đáp án này thì nhờ chị An đọc giúp em nào. Ippan nabe kama nado o motte hakobu toki wa hogo teppu
teppukuro o zakujo suru. Là khi mà vận chuyển cái ấm hoặc là cái nồi của tấm như là như là tấm sắt thì mình phải dùng cái mang cái bao tay bảo hộ. Rồi có hai nữa. Câu hai là hobuno teppan o hakobu toki wa mekuseru tebukuro o zakuzo suru là khi vận chuyển cái tấm sắt của cái lò vi sóng thì mang cái bao tay bằng sắt à? Mang bao tay bằng sắt nhỉ? Mình gọi là sakuri mới là bằng sắt. Sakuri chơi được là cái gì nhỉ? Cái tay này là chống cắt đấy. Chống cắt đấy. Rồi từ từ nhá. Tôi cho ôn thêm này. Đây đúng không? Chống cắt đây. Mình cứ sắt đi nhá. Còn cứ sắt đi. Đúng không? Là cái tay sắt này. Chống cắt nhỉ? Đấy. Mi tôn là tổng biệt vào. Rồi tiếp của ba nè. Hakobu mae ni ondo o kakumi shite ondo no ba wa mawa no mawari no ni moki o tsukeru zo ni koe o kakeru. Câu này chẳng câu sai là câu 2 ạ. Còn câu dưới là cái trường hợp nhiệt độ mà ở cái trường hợp mà cái nhiệt độ khi mà trước khi vận chuyển thì phải xác nhận nhiệt độ và rồi gì ta. Trước khi vận chuyển mình phải xác nhận nhiệt độ, không? Trường hợp mà nhiệt độ cao thì nào nhỉ? Là mình phải hô hào kêu gọi để người khác, người xung quanh chú ý đúng không? Thầy ơi, nhà thầy đang mưa sao mà ồn thế? Tại sao hai sai nhỉ? Câu hai sai là tại vì sử dụng cái găng tay cắt ấy. Đâu rè rè ở đâu chỗ nào mà? Phải chỗ chỗ mình đó. Mưa. Không, chỗ nào ấy, chỗ nào rè đấy, không phải chỗ mình, giờ mình tắt mấy gì nhá. Thu làm sao ta? Mình có nghe cái gì đâu. Có không? Có không? Có chưa? Mình tắt mic nhá. Rồi, tắt mic này. Của chị An hay sao ấy? Của... Đúng rồi. Chị An đúng không? Chắc quạt đúng không? Cửa sổ. Cứ toàn đổi lỗi cho người không tốt thôi. Em xin lỗi sensei, em nghe ù ù như mưa. Rồi, chết rồi. Người ta bảo là xin lỗi thì mất 50. Cảm ơn mất 5, tí là gửi 50 nhé. Rồi, đây là câu sai là câu 2 đúng không? Tại sao câu 2 sai nhỉ? Tại vì cái tay này là dùng tia mình chống cắt đúng không? Còn để mà đúng của hai là mình sẽ dùng cái gì? Mi tôn đúng không? Mi tôn. Mi tôn nhé, dùng bằng tay này nhé. Rồi mình sang câu tiếp theo. Sang câu 36. Câu này ai nhỉ? Câu này Vũ nè. Đọc giúp anh nè. Ok. Anh sẽ đi, anh chuyển đi lấy đăng câu 35. Em qua lâu rồi đấy, chắc là mạng em kém đấy. Nên chờ em một tí. Ok, chắc mạng kém. Đúng mạng kém thật. Mạng kém quá. Mọi người xem chưa nhỉ? Chắc rồi đúng không? Mạng kém. Thế thì chờ vụ ấy thì không đi, đọc câu sau đi. Thì vụ đọc sau cũng được. Kita lu kimako mare wu kiken o
hirasedu yoshiki wa dochira desu ka? Tadashi mono o hirabinasai. Cái biển bão mà bị cái biển bão nguy hiểm cho bị cuốn của máy móc, từ máy móc thì là biển bão nào? Con đáp án đúng. Rồi. Câu nào nhỉ? Trong câu này câu nào hợp lý nhỉ? Câu 3. 3 mình gọi là ân tân chiêu đang chuyển động, thò tay vào cũng được, bị kẹp mà. Có hai là như nào nhỉ? Ichiban. Là cắt đúng không? Cầm thò tay vào cắt này. Cái này là cái gì? Nguy hiểm hả? Ồ, cái này trước khi đi thi thì mọi người nhớ ôn lại tí nhá. Lướt qua ôn lại nhá. Cái này là người về nhà nhớ ôn lại nhá. Đây. Rồi chưa? Cũng không khó lắm đúng không? Thì những cái câu mà như này này, đó, dễ nhầm lẫn này, phải chưa? Nó tên là cửa rơi tự cho, không? Rơi tự cho. Còn cô bự trường hợp này nhìn như kiểu là giống là rơi tự do đúng không, nhưng mà lại nằm trong trường hợp đó cô bự nhé. Đấy, nên là đi thi những cái nào mình để nhầm lẫn thì mọi người nhớ chú ý, tại vì sẽ có, chắc chắn có trong để thi đấy. Rồi mình sẽ sang câu 37 nhỉ, 37 nhé. Rồi, 37 này vụ xem được chưa? Xem mặt kém. Được, được rồi anh ơi. Rồi, thì câu 37 này vụ đọc cho anh. Dạ vâng. Sagyo dai de shokuban o surai su shiteru sai te de shokuban o oshinagara surai su shite ita tame yubi ga surai sa no hare kire shou ni natta kono jiko o fusegu tame ni do shitara ii desu ka? Trên cái bàn làm việc thì đang sử dụng cái máy cắt để cắt bánh. Rồi như nào nhỉ? Sai đây rồi Toki nhé, trong ngữ pháp 12 đúng không? Khi để đây là cắt. Để vì vừa... cái này chỉ cần vì ạ. Vì vừa cắt mà vừa đây đúng không? Mì bằng tay. Nên là cho nên suýt chút nữa đã bị cắt ngón tay, đã suýt ngón tay thì có vẻ đúng không? Có vẻ đúng không? Bị cắt bằng có bị vẻ, bị cắt bởi máy cắt. Đúng rồi, có vẻ ngón tay đúng không? Có vẻ bị đúng không? Bị cắt bằng cái dao cắt nhỉ. Rồi để phòng chống tai nạn này mình sẽ như nào. Còn cái này mình lướt qua liệu một tí, hình như lần trước mọi người còn làm hả? Mình lướt qua đi. Học hai cái luôn nhỉ. Vừa nguyên nhân vừa là... Rồi, đây rồi. Rồi, mình có học nguyên nhân. Ngắn, nguyên nhân hình ngắn đó. Cái này vụ đọc luôn này, ngắn này đọc luôn nhé. À, nguyên nhân. Oshi ita o chikawanai de te de shokupan o oshinagara shiraisu shite ita. Không sử dụng thợ cắt. Ở đây gọi là oshita. Manaita mới là thớt. Ở đây oshita cái quen đợi. Thì quen đợi cho nó hay. Không sử dụng cái quen đợi. Vừa cắt vừa ẩn bằng tay. Đúng rồi, không sử dụng qua đợi và do là vừa cắt vừa ẩn bằng tay. Rồi sang đối sách nè. Shurai sa o chikau toki wa oshi ita o chikatte ban no oshidasu. Khi sử dụng máy cắt thì sau khi sử dụng quế đây thì mình đợi đúng không? Đợi người vào nhỉ.
khi mình sử dụng máy cắt thì mình sử dụng nó để quay đợi để như nào nhỉ, đợi bánh mì vào. Ok, rồi sang nội dung em đọc đáp án cho anh rồi. Một tê bức cư đô ổ xí dấu xí tê ba nổ ổ sạch sử dụng bao tay và đầy bánh mì vào. Hai oxy y tá oxy dầu xí tê ba nổ ổ sạch sử dụng quen đầy ở đầy bánh mì phư ta đi để ba nổ ổ sạch hai người cùng đầy bánh mì. Vâng. Rồi thế câu đúng là câu nào nhỉ? Câu đúng là 2. Đúng là câu 2 đúng không? Câu 2. Câu 1 dùng tay lại vào mất luôn cái găng tay đúng không? Lại mất thêm tiền. Câu 2 cũng được. Chỉ diện tích tại vì cái máy này nó bé quá. Rồi sang câu 38 nhá. 38. Rồi 38 này Hồng nè. Okurifuto de karabako o soto no oki ba ni hakobu tame sono soko no iriguchi o ichiji teshi shinai de yukashita toki zokko kara kita hito to buchikari son ni natta kono jiko o fusegu tame ni rồi con này như nào nhỉ? Ta mê đây là vì rồi hả? Có bờ cái gì nào? Chỗ nào không biết thì cứ hỏi đi. Mình đang đọc. Chuyển tiếp Iriguchi là cậu đào tạo này, Ichiji là tạm thời ấy, trong từ vựng của N1, N2 cơ. Ông ấy Jinji. Còn là một lúc được. Soko là nhà kho. Khó nhờ. Cái này toàn N2. Vì là di chuyển cái thùng lớn từ... Karabako là thùng không. Đá bên ngoài à? Từ bên ngoài vào bằng cái xe nâng. Rồi ok, cái này mình dịch cho nhé, mình dịch cho. Hơi khó đúng không? Đầu tiên là vì đúng không? Vì thằng này nào nhỉ? Vận chuyển cái thùng không bằng xe nâng đúng không? Ra bên ngoài. Ok, bà là ra cái nơi để đúng không? Chỗ để bên ngoài. Thì khi mà thế nào nhỉ? Băng qua đâu? Băng qua cái cổng ra vào của nhà kho đúng không? Thì do không dừng một lúc hoặc là do không dừng được tạm thời đúng không? Tí nào nhỉ? Thì đã có vẻ như là va chạm với cái người mà đã đi từ bên cạnh đúng không? Qua đấy. Để phòng chống cái tai nạn này mình sẽ làm như nào? Cái này mình sẽ đứt qua tư liệu một tí nhỉ? Ôn hết. Vừa học nguyên nhân vừa học cuốn sách luôn. Rồi cái này mình cũng chưa ấy. Rồi. Nguyên nhân là cái nào Hào Hồng đọc nguyên nhân giúp mình được. Okurifuto ga soko ni soko no iriguchi no mae de ichiji teshi o shinakatta. Là gì nhỉ? Câu này là gì nhỉ? Nguyên nhân là cái người mà lại xe nâng ấy thì đã không thực hiện cái việc tạm dừng ở trước cửa ra vào của nhà kho. Đúng rồi, đối sách nè. Fokuri futo no unten sau wa soko no iriguchi no mae de ichijite isakoso o shite anzen kakunin o kanarazu o kanarazu okonau. Tức là
Cái người mà lại xe nâng thì phải là phải tiến hành kiểm tra an toàn và hô khẩu hiệu trước khi và tạm dừng một lúc trước khi cửa ra vào của nhà kho. Ừ, đúng rồi. Người lái xe nâng ấy nhỉ. Trước cửa ra vào của nhà kho thì phải dừng một lúc này và phải xác nhận an toàn và chỉ tay vào hộ hiệu. Rồi ok, thế là sang nội dung nào. Có một nào. Không mà. Hokosa wa iriguchi no mae de ichijite teishi shite kaku nin suru. Tức là khi đi bộ thì phải xác nhận và dừng một lúc trước cửa ra vào. Rồi có hai nào. Fokuri futo no unten sa wa iriguchi no mae de ichijite ishi to yubisa kaku nin o okonau. Tức là người lái xe nâng thì phải tiến hành và phải dừng một lúc trước cửa ra vào và tiến hành hô khẩu hiệu kiểm tra. Rồi có ba nào. Speedo dashite hazaku toru là đi với tốc độ nhanh. Rồi thế câu đúng trong câu này còn nào nhỉ? Tôi đang chọn phòng ngừa hả? Chọn phòng ngừa là câu 2. Đúng rồi. Để phòng ngừa đối sách đúng không? Là câu 2. Ok. Có một có được nhờ, tại sao lại không được nhỉ? Câu một là người đi bộ. Bảo người đi bộ ra đứng ở cửa đây đang đứng chị ô tô đâm cho lúc đấy không biết như nào hả? Nên không được. Chỉ có hai là câu đúng. Rồi tiếp mình sang được câu 39 nhé. Câu 39. Rồi câu này thì có trong tài liệu bổ sung. Trong các đề các năm về xưa thì trong tài liệu cụ thì không có, nhưng tài liệu bổ sung này mình học ngoài. Những cái nào cơ bản là mình học luôn. Câu 39 này Hà nè. Cũng là thang hả? Hey. Kietatsu ni nori tenzo chikaku no bolto o shimeta toki chikara o ire sugite inchi ga bolto kara hazure sono ikioi te balansu o kuzushi kietatsu kara ochiso ni natta genin wa nan desu ka machigatte iru mono o erabi nasai. Rồi câu này như nào nhỉ? Tên dù là trần nhà nhé. Câu này thầy dịch chứ thầy ạ? Rồi, để mình dịch luôn. Đây gọi là Renji là cái cửa lê hộ lết đúng không? Ranji là bữa ăn trưa, còn Raiji là quả... quả nhỉ? Quả vải nhỉ? Cái này dễ nhầm nhé. Đầu tiên là nhỉ? Khi mà thằng này nó vặn cái gì? Vặn cái bù lông đúng không? Bù lông đây. Mà ở sát cạnh cái thần nhà khi mà thằng này leo lên cầu thang đúng không? Thì vì là nhờ là thằng này cho một cái lực vào quá mạnh nên là từ đúng không? Cái cờ lê nào nhỉ? Thì từ cái bù lông thì sẽ nào nhỉ? Hajire là bị rơi ra đúng không? Khi đó thì như này nhỉ? Do cái tư thế mạnh đúng không? Cái này thì đã làm mất cân bằng. Và có vẻ là rơi xuống từ cái thang. Nguyên nhân xảy ra cái sự cố này là cái gì? Rồi cái này mình lướt qua tài liệu một tí nhé. Cái này mình sẽ lướt qua tài liệu bổ sung. Đây đúng không? Cái này thì thời xưa mình có kèm mọi người được trước hết rồi. Đầu tiên nguyên nhân à. Cái này Hà đọc luôn à. Kietatsu ni notte fuante shise de sagyo shiyou to shita koto
またボルトを締めるときに力を入れすぎたこと。Rồi là gì nhỉ? Khi mà gì? Thằng này định đúng không? Là định. Định làm việc. Định làm với... việc với tư thế bất ổn khi mà leo lên cái cầu thang, leo lên thang đúng không? Lên cái thang ấy. Tiếp là hơn nữa thì sử dụng cái sức khi mà vặn cái gì bồ lông à? Khi mà vặn cái bồ lông thì sử dụng lực trong quá. Cái lực vào quá nhiều đó. Rồi đổi sách luôn nào. Đổi sách nào. Genji de bolto o shimeru toki no sagyo ichi wa fu antei na shise o sageru koto mata sagyo kaishi mae ni renchi ni suriheri nado no koso ga nai ka kakunin suru koto kyatatsu no tenban ni wa tatanai koto tatanai. Rồi như nào nhỉ? Cái vị trí làm việc khi mà vặn cái bồ lông như là cái gì? Renchi. Đúng rồi, Renchi là cái cờ lê một lết. Cờ lê. Thì cái việc tránh si xê là cái gì ạ? Si xê tư thế. Tư thế bất ổn. Tiếp là hơn nữa nào. Hơn nữa xác nữa. Nhận. Hơn nữa trước khi mình bắt đầu làm việc ấy, thì như này nhỉ? Mình xác nhận xem. Mình xác nhận xem nó có hỏng, có mòn không ạ? Cái outfit ấy. Xác nhận cái Clevelet, cái Siri Heri, cái này này. Đó. Cái vặn đấy. Thì có mòn hay không? Hỏng hay không? Và cái cuối là tên ban này là cái bậc trên cùng của cái thang nhé. Thì mình như nào nhỉ? Cái bậc trên cùng của cái thang. Thì mình không? Không đứng à? Cũng đứng lên đúng không? Đứng lên trên cùng này nguy hiểm nhỉ? Thấp thì được, cao thì nguy hiểm. Rồi, thế sau khi mình lướt qua tài liệu sang thì mọi người xem là câu nào cũng đúng nhé. Có một nào. Hà nào. Kiyatatsu no not kiyatatsu ni notte fu ante na shise de sagyo shiyou to shita koto. Là định làm việc với cái tư thế bất ổn khi mà leo lên cái thang. Rồi. Có hai nè. Boruto o shimeru toki ni chikara o iresugita koto. Khi mà vặn cái bồ lông thì đã sử dụng lực quá nhiều. Rồi. Có ba nè. Kiyatatsu ni notteru toki ni shita no hito wa minakatta koto. Khi leo lên cái bậc thang thì đã không nhìn thấy cái người đằng dưới. Cái này là shita no hito. Khi mình leo lên thang thì cái người ở phía dưới thì đã không nhìn đúng không? Không nhìn. Thế có sai trong câu này câu nào nhỉ? Câu 3. Câu 3 đúng không? Cái vịn như đồ nhìn thì chả liên quan gì, nhìn như không đúng không? Lúc đấy rơi đấy, cả hai người bị thương luôn đấy. Rồi thế câu sai đây là câu 3 nhé. Tiếp sang câu 40 nào. Dọc cắt. Ở câu này Thu nào. Hay. Reto sakana o hojo de Sechudan suru sageyo o kiyotte ita tokoro migi te de motte ita hojo ga suberi hidari te ni atari so ni natta kono jiko o fusegu tame ni doshitarai iresu ka machigatte iru mono o erabinasai. Đọc to lên không nghe gì hết đó thưa. Đọc to lên không nghe gì hết đó. Nghe mà. Rồi. Dịch cái nào nhỉ?
là cái khi mà đang sản khi mà đang đang dùng cái xe đan là dùng khi mà đang làm việc bằng cắt dùng bằng cắt cá đông lạnh à? Đúng rồi. Khi mà dùng dao cắt cá đông lạnh thì tay phải đang cầm dao và có vẻ như đã bị trượt sang tay trái, có vẻ như đã cắt trúng tay trái. Đúng rồi, ok. Cái dao đang cầm bên tay phải thì có vẻ là trượt và trúng và trúng vào tay trái. Rồi. Thì cách phòng ngừa để phòng ngừa tai nạn thì như thế nào? Hãy chọn đáp án sai. Rồi, ok, mình sẽ học cách phòng ngừa và nguyên nhân luôn nhé. Học hai cái luôn. Rồi, đây. Lúc nào mà tài liệu mà full chữ đỏ là lúc đấy mình học hết rồi. Rồi, nguyên nhân nào? Hidarite ni kirebo shizo no hogo tepukuro o shite nakatta. Thì đã không sử dụng cái găng tay bảo hộ khi mà cắt bằng tay trái à? Ở đây mình gọi là kireboshiyo là gì nhỉ? Boshi là phòng, phòng. Kire là cắt, được không? Sử dụng cái găng tay bảo hộ dùng để bảo vệ nó, cái sự mà cắt ở bên tay trái. Rồi sang đổi sách nào. Sagio shisei ja kako suru reto shita sakana ni awaseta osae kata kirikata o suru là cái việc mà cái cách cắt và cách cầm như nào nhỉ? Lại khi mà cắt cá bằng đông lạnh thì cách cắt và cách cầm thì phải phù hợp với cá. Ok. Đây là mình phải là nhỉ? Tư thế cắt này là cái cách mà cầm nắm giữ đúng không? Hợp với cá đông lạnh mà khi mình gia công hoặc là khi mà mình có làm trong tư thế làm việc gì đó đúng không? Tiếp. Thứ hai là tai xe chữ so tepukuro o jakuso thì phải đeo cái găng tay mà chống cắt này bảo hộ. Đúng rồi, cái này là chống cắt kusari gì đó, cái này là Đức mình có học rồi. Sau khi mình lướt qua tài liệu xong nào, nội dung giúp mình này, có một là reto sakana ni ojita osae kata kirikata suru thì khi mà cắt cá đông lạnh thì mình phải phải cách cắt và cách giữ thì phải phù hợp với cái cá này, cá đông lạnh. Rồi, câu 2 nè. Câu 2 là Hogo tepukuro o shizo suru thì phải sử dụng găng tay bảo hộ. Rồi, câu thứ 3 là Hogo megane o shizo suru thì phải dùng bằng kính bảo hộ. Đấy, câu sai trong câu này câu nào nhỉ? Câu 3. Ok, câu sai đây đúng không? Rồi, thế bây giờ mình sẽ lướt qua phần tính toán. Rồi, phần tính toán mọi người vào cái trang và xem 8 câu phần tính toán dễ hiểu mà mình mới đăng vào ngày trước ở nhà nhé. Ở đây tổng hợp 8 câu cho mọi người học và cũng như ôn lại kiến thức mà mọi người đã học nhé.